Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì anh em mình vẫn đang có mặt trên đảo Lý Sơn nhé các bạn. Hôm nay tiếp tục là một ngày mà mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá cảnh đẹp của đảo Lý Sơn này. Và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ tìm hiểu về tỏi Lý Sơn, cũng như ngày hôm nay lần đầu tiên mình sẽ tiết lộ một cái món ăn mà đặc sản của đảo Lý Sơn. Đó là cái món gì bạn Diễm à? Đó là chả cá đỏ cũ. Đúng đó rồi. Thì hồi bữa giờ mặc dù là Diễm chưa có quay cái quy trình cái làm cái con chả cá này như thế nào, nhưng mà phải nói là số lượng bán là hơn 200kg rồi trong mấy hôm vừa rồi. Thì mình thấy là mọi người rất là thích cái chả cá này, cho nên là hôm nay thì Diễm có nhờ Khỏe là sắp xếp để cho team Phạm Dũng cùng với anh Tú là có thể là coi được cái quy trình mà làm chả cá đỏ cũ đặc sản của Lý Sơn là như thế nào các bạn ạ. Ngày hôm qua thì anh Tú xe đầu kéo vlog đã được ăn qua cái món chả cá này rồi, thì cái ấn tượng của anh Tú về món này như nào anh Tú? Lần đầu tiên mà Tú được ăn thì đó là ở cửa hàng của em Diễm. Dạ. Thì cái đó Diễm làm những cái viên chả cá rất là to, ăn rất là thích mồm. Tuy nhiên là ở trên đảo thì bà con làm nhỏ lắm, chỉ bằng tầm ngón tay thôi. Dạ. Thì ăn nó chưa được đã cho lắm. Dạ. Nhưng mà hương vị thì vẫn rất là dai và thơm ngon. Và cái thịt cá thì nó đặc biệt, với hai nữa là có hòa quyện thêm cái tỏi của Lý Sơn vào thì mình ăn nó có một cái hương vị rất là khác biệt so với những cái loại chả cá ở những nơi khác. Nếu bình thường mình ăn chả cá thì mình có thể ăn các loại cá nuôi thì gần như là ở đâu cũng có và rất dễ dàng luôn. Nhưng mà riêng cái loại cá này thì ngư dân ở trên đảo Lý Sơn phải đi đánh bắt từ Hoàng Sa, Trường Sa, và cái hành trình đi về đôi khi là 1-2 tháng là chuyện bình thường. Và ngày hôm nay thì sáng nay tàu chưa về, đến chiều tối thì tàu mới về. Nhưng mà mình rất muốn cùng với tất cả bạn vào một nhà dân để tìm hiểu về cái món này nha. Đấy, ở đây thì làm cũng theo phong cách rất là dân dã, là người nhà đi đánh bắt cá mang về thì các chị ở nhà sẽ làm món chả cá này luôn nha các bạn. Nhưng mà nhà ai cũng treo lá cờ, nhìn rất là tự hào Việt Nam anh Tú hả? Trên đảo, ngay kể cả hôm qua anh em mình đi nói xin lỗi các bạn là ngay kể cả ngoài phần mộ của bà con mà khi mất đi ở ngoài nghĩa địa, nghĩa trang là cũng treo cả cờ luôn. Đúng. Và ngay cả ngoài đồng ruộng nữa luôn. Yeah. Ngoài đồng, ngoài ruộng hay thậm chí là các cái phần mộ thì cũng treo cờ đỏ thắm. Đúng. Thì bây giờ mình vào nhà để tìm hiểu nha. Chào cả nhà nhé. Chào Khỏe. Đây, làm bóp chả thủ công luôn. Sáng ngày hôm nay là mình lại tiếp tục có duyên gặp lại bạn Khỏe. Yeah. Tại vì Khỏe là một người bạn rất là đặc biệt của anh em mình tại đảo Lý Sơn đấy. Đây là chị. Đây là chỗ là chuyên lấy cá của dân đi làm Hoàng Sa, Trường Sa vô đây. Chào các chị nha. Em thấy cái chả cá này là vừa là mới không? Đây này là cái thịt cá đỏ cũ. Bây giờ mình lấy ra đây chuẩn bị mình làm chả. Là cái thịt cá đây à? Đúng rồi, đây là đã ướp chưa chị? Chưa. Đây là hoàn toàn là cá 100% nguyên chất đây. Nguyên chưa chất. Có làm gì cả. Và này là vừa mới nạo ra luôn hả chị? Ừ, mới nạo ra. Có nghĩa là thường là ghe vào cá lúc nào là mình sẽ phải tranh thủ là mình nạo luôn. Đúng rồi. Dạ. Nhìn nó cứ như là thịt heo, thịt bò ha. Thịt đỏ nhà màu đỏ thì. Nhìn nó cũ. Ôi, đây này anh Dũng coi này. Đầu thịt này. Có như làm gì mà dẻo. Sao nó dẻo vậy ta? Nó có độ dai sẵn rồi. Ui. Đây, mình ra ngoài này cho nó sáng đi. Trong này là cái những cái thùng lạnh mà cá về là phải sơ chế liền và bỏ vào tủ đông, tủ đá để cho nó tươi ngon. Tỏi này thơm lắm, là tỏi Lý Sơn luôn nha các bạn. Ở đây là nhà chị là phơi tỏi xong hết rồi à? Nhà mình có trồng được nhiều tỏi không chị? Có lượng nhiều không chị? Ít thôi. Nhà chị còn tỏi để bán không? Không, bán hết rồi. Bán hết rồi. Để một mớ để làm chả thôi. Chừa tỏi lại để làm chả thôi. Còn nhiêu là bán hết rồi. Nhưng mà chị chủ hôm nay là có liên hệ để lên hình, mặc cái váy rất là dễ thương luôn, váy hồng này. Đây là cá đỏ cũ 100% nha. Thì cái tiêu này là mình phơi làm chả hay gì? Đúng rồi. Tiêu trên đảo hay là tiêu ở trong đất liền gửi ra? Tiêu đất liền gửi ra. Trời ơi. Các bạn nhìn này. Rất là đẹp nha, cái hạt tiêu này nhỏ nhỏ vừa thôi. Ở đây là có cả hồ cá nữa này. Ở trên đảo này thì bà con mình cái đất ở không có nhiều đâu nha, chủ yếu là đất nông nghiệp thôi, nhưng mà nhà ai cũng là tranh thủ tạo một cái khung cảnh đẹp xung quanh nhà mình, không khác gì ở trong đất liền, thậm chí là còn đẹp hơn cơ. Có nghĩa là cái
cái chả cá này là em thấy là chị đã vào bịch sẵn như thế này luôn này. Có nghĩa là do là mình sẽ khi mà cá vào là mình nạo xong mình sẽ bảo quản rồi chuẩn bị mới chọn đúng không chị? Hay là chờ em á hả? Cái này là mình mua về nha. Ví dụ cá về là mình nạo xong mình bỏ vô bị để mình ướp đó để bảo quản cho nó tươi đó, nó sạch nó tươi. Xong cái là mình khi mình làm nó lấy rồi vậy. Đấy là giờ mình làm. Chí nữa mình sẽ lọc xương nữa. Giai đoạn nó xài lọc xương, lọc xương nữa một lớp nữa xuống để xài đẹp lắm. Cái nào để lọc xương lại rồi mình mới bắt. Vẫn còn lọc xương nữa. Bây mình ném xuống mình lọc xương. Xong chị sẽ trải nghiệm bóp chả thủ công nha. Còn đây là cái gia vị tự nhiên luôn nha. Rồi, có nghĩa là 100% là thịt cá. 100% thịt cá xài tự nhiên bằng cái gia vị tự nhiên đó nha. Không lộn. Chuối và quan trọng là tỏi lý sơn. Đây. Quan trọng nhất là cái tỏi lý sơn này nè. Bây giờ chị cho 100% là tỏi lý sơn. Chị pha cho mình tí đường nè các bạn. Thơm quá. Với đường cái đây là dầu. Dầu hả chị? Còn đây là chỉ có gia vị thôi. Tại vì cái thật sự là cái chất lượng chả cá của mình rất là ngon. Nhưng mà giống như em cũng có nói với Khỏe là Khỏe ơi, Khỏe giảm cái độ đường nêm nếm lại một tí. Tại vì đặc trưng các bạn biết là ở bà con miền Trung, vùng biển của mình làm cái chả cá thì sẽ có nêm đường. Đúng không chị? Đúng rồi. Đó, nhưng mà riêng mà gửi vào cho Phan Diễm là sẽ giảm được cái độ đường đi một tí để cho mọi người ăn, mọi người cảm thấy nó hài hòa. Gia vị thì mình tự điều chỉnh được. Dạ. Rồi bây giờ gia vị cũng giống nhau mình tăng mà. Cái độ mà các bạn biết là cá này á vừa mới nạo, chưa xay, chưa làm gì hết nha, mà cái độ sánh, cái độ dẻo của nó cực kỳ cao luôn á. Đây này. Bóp này như mọi người này. Đó. Như thế này chưa làm gì hết nha. Cái này là chưa xay xương dâm nha mà mình đã có thể nặng kiểu dẻo dẻo thì được luôn rồi nè. Đỏ như thịt bò ấy nhỉ. Dạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp thơm không? Nữa. Chỉ có cá ở Hoàng Sa, Trường Sa thì mới làm dẻo và ngon vậy thôi. Dạ. Đó là cái điều đặc biệt đầu tiên, đó là cái nguồn nguyên liệu. Nó phải là ở ngoài Hoàng Sa, Trường Sa. Hoàng Sa và Trường Sa, đúng rồi. Đấy. Sau đó thì xay. Nhưng mà bây giờ xay xong thì mình bắt đầu ướp gia vị rồi. Mình nhồi tay luôn. Đúng rồi. Đặc biệt mình gia vị của mình là nguyên chất tự nhiên nha. Không hề có bột nha. Chả cá đây là chỉ cá và các loại gia vị thôi, đúng chứ rồi. Không có sử dụng bột để làm cho nó quánh lại đúng không chị? Dạ. Bởi vì cá nó già sẵn rồi. Nó có cái độ kết, có nguyên chất thôi nha, mình vừa lọc xương ra thôi là nó có độ mịn sẵn rồi. Đó. Còn đây là nó kết hợp với tỏi lý sơn nè. Đây. Tỏi lý sơn chuẩn 100% là dân đố là chỉ trái lý sơn, là đặc trưng của nó là tỏi lý sơn. Tỏi lý sơn nó sẽ thơm. Là một cái. Còn đây. Đây là cái nguyên liệu này là chính để mà nguyên liệu chính à? Ê, là nó cho nó thơm. Là chiên lên nó thơm á, trong đây là có hành tím lý sơn. Cho nên Phan Diễm cứ ngửi dầu ăn này biết tên em luôn hả? Đúng rồi, biết chứ. Dầu ăn này là phi từ dầu nó rất là thơm lý sơn nha. Đây có mùi thơm. Cái này không phải là dầu ăn nguyên chất mà đã phi lên với hành của lý sơn rồi. Lấy cái mớ hành này. Tại vì đặc trưng ở Lý Sơn mình là một năm là một vụ trồng tỏi, sau đó là trồng hành tím đúng không anh? Đúng không chị? Hành tím Lý Sơn có một mùi thơm, nên là nó có cái vị riêng của đất đối. Đấy là cũng là bí quyết riêng. Hồi đợt em có nghe Khỏe nói là nếu như làm tỏi, làm chả cá đây này, mà hôm đó không có cái dầu mà phi này hoặc là không có tỏi Lý Sơn là không làm chả cá. Nó không thơm. Chứ nó không thơm được. Nó không có hương vị trưng của đố. Nhìn thành ngon thế nhỉ? Đúng rồi. Lý Sơn mình phi ra. Mình phi để lấy cái dầu nè. Em thử nghiệm. Lấy cái mùi trong dầu. Còn hành là mình không có sử dụng trong đây. Cái này là mình để cảm giác mà đem ra ngoài này nó thơm phức rồi hết. Đúng rồi, nó thơm. Bây giờ cái này là mình có ăn nữa không hay là mình để dùng mình dùng bình thường. Để mình dùng thôi. Mình ăn mì tôm hay là mình ăn cái chi đó mình dùng bình thường. Trộn gói nè. Thơm đó. Nhà chị ngày nào cũng làm không thôi bỏ hủ rồi. Tức là sẽ có một cái công đoạn là phi cái hành này với cái dầu ăn này và tạo ra cái dầu để mình trộn với cái chả cá. Đúng rồi. Cho nó thơm cái dầu. Đó. Đôi khi mình làm chả cá là có thể là mình bỏ một chút dầu ăn bình thường vào cũng được. Nhưng mà đây là bắt buộc phải phi đúng với rồi. Hành. Nó mới thơm. Dạ. Thế bây giờ cái công đoạn của mình là sẽ làm gì đây chị? Bây giờ là mình sẽ bỏ gia vị vào và mình nhồi ra chả thôi. Dạ rồi. Thế bây giờ khi nào mà cho dầu thì nói em múc cho. Bây giờ đem xuống kia mới nhồi chứ cái này sao đập. Không, nhồi trước đi rồi đập sau. Rồi nhồi vô nhồi. Dạ. Nhiều lấy cái bật thau to mới nhiều được. Cái bật thau này mình nhỏ. Mình cứ cho vào gia vị trước đi chứ. Nhiều lắm là nó đây là muối nè. Muối. Đây là muối trắng nha các bạn. Đây là có hai chị. Chị kinh nghiệm làm cái này là bao nhiêu năm rồi chị? Ở đây là 7 năm rồi. 7 năm rồi ạ. À? Cái
này thực ra mà nếu mà có gọi là chuyển nghề thì cũng không có cá để làm. Rồi tiêu này, rồi bìa này, chính này. Đây là gia vị chính nhưng mà mọi người ví dụ ít ăn đường thì làm cho bên chị Diễm sẽ giảm lại nha. Ít thì mình giảm lại. Nói chung này là đường nè, tiêu nè, bột ngọt nè, rồi muối. Dầu ăn. Dầu ăn. Không có bột. Cho dầu vào đi. Bây giờ là em cho dầu vô nha. Cho dầu vô để cho nó con gia vị thôi. Dạ. Thế là cái mẻ cá này là có sự tham gia của Phan Diễm đấy. Ai mua thì đặt hàng để bạn Diễm ship hàng cái mẻ này nha. Mẻ này là Diễm sẽ dành hết tâm huyết rồi để nhồi nha các bạn. Tại vì nhồi là nhồi tay mà một tiếng đồng hồ ấy. Ba giá. Tí sẽ có một cái công đoạn là dùng hết sức lực để đập nha. Đập chả đúng rồi. Đập nữa rồi. Đúng rồi. Bây giờ nó dẻo đó. Rồi, bây giờ bà chưa có tỏi nha. Mà mới dầu thôi nó đã thơm rồi. Khi nào mới bỏ tỏi chị? Gần xong mới bỏ vô. Nó có cái độ thơm. Để em phụ bóp lấy tí công thức. Dùng hết sức lực để bóp nha. Thơm nha. Cái màu là cá là màu như thế này là nhìn là biết tươi anh Dũng ha. Nhưng mà tí nữa nó lại trắng ra. Khi gặp tỏi và gia vị lại trắng tự nhiên nha. Ê, để cho sang sao to để cho dễ này. Chị em mình cho vào sao to đi. 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 Đúng rồi. Đi. Rồi. Ôi. Đứng làm luôn đi, đứng chỗ cái ghế bóp luôn đi. Đây. Đây, cái chị kéo cái ghế xích xích tại đây đi. Chị em mình rồi, hai chị em. Kéo kéo cái này đổ. Nó đổ cái này xong luôn á. Mai mọi người không có cái ăn. Tại vì tính ra một ngày là mình chỉ làm một mẻ vậy thôi hả chị? Nhiều lắm chứ. Mỗi một người thì làm vài chị kiếm cũng mấy ngàn. Thơm quá. Chị biết bây giờ em chờ nhất là cái công đoạn gì không? Cho tỏi vào. Đây thì chỉ thích công đoạn rán lên rồi ăn. Chấm nước mắm rồi tỏi Lý Sơn rồi ăn đây. Làm xong rồi xin luôn. Mỗi mùi chả cá thơm quá. Thế là chuyến đi lần này của anh em mình là đã giới thiệu được hai cái đặc sản của Lý Sơn rồi, tỏi và chả cá Lý Sơn. Nhưng mà chị thấy em làm đại lý trong Sài Gòn chị thấy hợp lý chưa? Quá hợp lý đi. Xin ngào nhẹ người rơi. Đưa đặc sản của mọi người đến thành phố Sài Gòn thì nói chung rất là cảm ơn. Cái này em thấy hồi bữa là không chỉ là mình chiên lên không mà em thấy kiểu nấu canh ngon lắm luôn. Nấu canh, nấu cháo, nấu chiên súp cà chua. Có chiên nhồi và khổ qua nhỉ? Đâm quấn rồi, nói chung là đủ món. Đây là khổ qua ngon. Sốt cà chua ăn cơm cũng ngon này. Hoặc là nấu bún chả cá, bánh canh chả cá. Trong bữa ăn cơm hàng ngày của bạn em thì 20 ngày là liên quan tới chả cá rồi. Không biết ngán luôn. Mà nó cái hương vị của nó đặc biệt lắm. Nó tiện nữa. Nhưng là chả tươi rửa vô thì đáp ứng nhu cầu về công việc của mọi người. Ví dụ mọi người có vài ký chả trong tủ lạnh á, thì khi đi làm về mà mình không có thời gian đi chợ á, thì mình có chả cá đó là chế biến nhiều món cho gia đình nữa. Nó bắt đầu kết dính lại đó. Nên là rất là tiện cho những người thành phố không có thời gian đi làm nó cũng sống sống nắng quá các bạn. Đây, chị em mình bình thường là các chị sẽ làm ở trong nhà ấy kìa, nhưng mà mình quay phim là mình ngồi ngoài này cho nó ánh sáng nó đầy đủ các bạn. Ở trong này là rất nhiều những cái gia vị mà kích thích cái vị giác của mình. Thứ nhất là tiêu, tỏi và cả hành luôn. Em thấy ở đây mình cho tiêu cũng nhiều chị ha. Mình nếu ít thì họ là ít rồi. Như một thao thế này thì mình sẽ sử dụng khoảng bao nhiêu tỏi Lý Sơn chị ha? Nửa ký tỏi Lý Sơn à? Vậy mà giờ có cái mướp hay cái củ qua gì? Thôi bỏ vô nấu canh là đúng không? Cho tới giờ đi. Cho tới giờ đi. Chiên nóng đang ăn với tỏi. Bỏ sẵn nữa. Tới ok luôn. Kẹp vô. Bỏ sẵn. Không, đây này,
đây công đoạn mà chờ nhất là cái công đoạn này mở ít chia làm hai ra chia làm hai chị ha. Đây tỏi Lý Sơn nha, nhiều tỏi quá cũng không tốt các bạn, vừa phải thôi để nó tạo cái hương vị cho cái chả cá đây này. Thơm quá. Mà các bạn có thể để ý là khi mà mình mang nhận được cái gói chả cá về thì các bạn thấy là có thể nhìn thấy rõ tỏi luôn. Bà con mình ở đây là các chị là giả tỏi là kiểu hơi dập dập vậy thôi này. Đó, chứ không có giả nhuyễn hết nha các bạn. Như thế này thì ăn nó sẽ là thơm. Dạ. Thì cắn vào miếng tỏi nó sẽ thơm ngon hơn. Như bình thường mà hôm nọ trong cửa hàng Diễm mà cứ một miếng chả cá là mình còn phải kèm thêm một miếng tỏi nữa để tăng thêm cái vị thơm đi. Em tới bây giờ là vẫn hơi thắc mắc là cái con cá đó thì nó bự hay là màu sắc nó thế nào ấy? Ừ, bắt đầu chuyển. Nó sẽ đã như một cái củ khoai lang vậy đó, cái củ khoai lang dạ luôn. Rồi, yeah, tí nữa mọi người chiều nay mọi người sẽ được gặp con cá trực tiếp nha. Tại vì khi phải chờ cắt tàu thì ở Hoàng Sa Trường Sa vô đó nên là chiều trưa nay thì mới hô đúng là chiều nay người ta mới lấy cá này cho mình. Bây giờ nó đã chuyển sang hơi trắng dai, dai, rồi. Trắng rồi nhỉ? Càng bóp thì nó càng trắng. Đặc biệt là khi tỏi vào đúng không? Ừ. Đúng rồi. Dẻo hẳn ra nhá. Bây giờ là đặc biệt rồi càng bóp càng dẻo nhỉ? Khỏe có nói mình là kem chả cá này gần như tất cả công đoạn là làm bằng tay trừ cái công đoạn mà xay nhuyễn cái xương răm. Đúng rồi, để lọc xương thôi, không phải xay nhuyễn mà lọc cái xương lọc ra luôn. Để bỏ đúng rồi. Cái máy đó là để lọc cái sót xương thì lọc bỏ chứ không phải là xay xương vô đây. Chứ không phải là cái xương răm nó còn sót lại trong thịt mà mình xay nhuyễn ra mà là lọc ra luôn. Lọc ra đúng rồi. Thế thì những công đoạn khác là đều phải dùng tới đôi tay hết. Khi mà chả làm bằng thủ công bằng tay như thế này á, khi mình về mình bảo quản được lâu nhưng nó vẫn dai. Còn nếu như mình dùng bằng máy thì nó vẫn dai thôi, nhưng mà 1-2 ngày đầu nó dai nhưng mà mình bảo quản lâu á thì nó lại bở. Nên là ép buộc muốn dai ngon lâu ngày dài ngày á thì phải làm thủ công. Không có gì qua đôi bàn tay của các chị em hết các bạn. Nhưng mà cái này lưu ý là khi mà hàng vào trong cửa hàng của Phan Diễm nha các bạn thì sẽ là hàng tươi thế này, sau khi nhồi, sau khi bà con mình trộn. Nên là các bạn muốn ăn thì mình rã đông, ví dụ như là sáng mai nấu tô bún đi thì buổi tối để ngoài ngăn mát, có nghĩa là rã đông tự nhiên, không ngâm trong nước nha các bạn. Đúng rồi. Nó thấm nước là nó sẽ bị tơi ra, nó mất ngon. Nên mình cứ bảo quản trong tủ đông có lâu ngày, khi mà mình rã ra ăn nó vẫn dai ngon. Rã đông là mình cứ để bên ngoài trong nhiệt độ nhà đúng mình thôi ấy. Và canh cái giờ cho nó rã. Đúng rồi, ví dụ ai có tủ đông thì mọi người mua nhiều á sẽ bỏ tủ đông. Khi nào mình ăn mình sẽ rã từ từ, đó là bỏ từ ngăn đông xuống ngăn lạnh thì nó sẽ tự động rã ra thành chả tươi như thế này luôn. Đừng rã trực tiếp ngâm trong nước thì nó sẽ bị tơi. Mình cưng vào nước. Tí nữa sẽ đập nha. Bây giờ đi đập chưa? Rồi đập trong này, trên này có sao? Đập. Đây, mình đi vào bên trong mới đập. Đây, em phụ chị Phiên đã dùng sức lực thiệt mạnh nha. Đây. Tốn rất là nhiều công sức nha các bạn. Ôi mẹ ơi. Ủa chị là đập hả chị? Phải đập vậy nó mới dẻo. Chập nó mới dẻo vô. Nó mới cái, đúng rồi, mới đập đó trong thời gian dài. Em nghĩ là cái công đoạn này này là phải nhờ mấy bạn trẻ con mà bạn trai ấy là rất thích nghịch cái này. Đúng rồi. Nên là những người bóp chả thì phải có kinh nghiệm riêng. Đập như vậy liên tục trong một tiếng đồng hồ hả chị? Thật sự là Diễm nghe nói ban đầu mình hỏi về cái quy trình làm chả cá này trước khi mang về cửa hàng của Diễm ấy, thì mình cũng nghe là đập này kia thôi, nhưng mà Diễm không nghĩ là phải dùng đôi bàn tay mà là dùng hết sức lực đó các bạn, để vỗ cái cá này. Phải có kỹ năng, nên là chả cá cũng nhiều nơi mà nhập cá đỏ cũ chứ không phải là một Lý Sơn thôi. Nhưng mà Lý Sơn đặc biệt là vậy đó, trở thành cái đặc sản là thương hiệu là tại vì các cái công đoạn thủ công này. Đầu tiên anh nghĩ là sẽ phải làm cũng đến khoảng 50% là phải dùng máy rồi. Mà không ngờ là ra đây là gọi là làm thủ công được khoảng 99%. Tí nữa mình sẽ xem công đoạn mình nấu thủ công luôn. Chỉ có một cái lọc xương thôi, còn toàn là thủ công hết. Việt Nam mình thì có nhiều tàu đi đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa, và có nhiều tàu bắt được cái cá đỏ cũ này. Nhưng mà mỗi nơi lại có một cái cách làm riêng.
như Khỏe có nói thì đối với người dân Lý Sơn là đầu tiên là tỏi Lý Sơn, hành tím Lý Sơn và cái cách làm thủ công của người Lý Sơn. Đấy. Nghe tiếng hết hồn. Cách làm này thì được truyền từ đời này sang đời khác hồi xưa đến giờ luôn, nên là không có thay đổi được. Em chị nghĩ vui nha, chị mà đang làm chả cá mà chồng chị mà đang đi nhậu về mà tới cổng mà nghe tiếng này không là cũng thất tiêu. Chị làm thử đi, để làm cái gì chị. Em chỉ sợ á, em chỉ sợ là em vỗ một phát là miếng thịt thì nó bay ra ngoài. Mà các bạn yên tâm nha, Phạm Dũng và Phan Diễm thì mới tới đây để xem thôi, chứ còn cái bà con mình thì làm như này đã bao đời nay rồi, chứ không phải là ngày hôm nay mới làm để cho mình quay phim. Đó. 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 Em cũng làm chả cá luôn á. Dùng máy sức lực đập xuống. Rồi chị chuẩn bị nha, em mà học được công thức cái nữa là nói vậy chưa. Cái điều đặc biệt ở đây là cái thịt cá của ở đây bà con mình đi đến bắt ở vùng nào về. Chị có thể cho em hỏi là giải thích rõ được một chút về cái cách là tại sao mình phải đập như này thay vì bóp bằng tay không? Bằng tay rồi mình đập thì nó có cái sánh mịn hơn, nó dài hơn. Tức là tay vò vẫn không không thể nào mà bỏ qua được cái công đoạn này. Nó kết lại anh này, kết lại xuống thì cắt nè, nó kết vô. Kết từng đúng rồi, thịt lại nó kết vô, nó không có bị tơ, không có phân. Ngày nay thì có nhiều cái máy móc hỗ trợ để làm chả cá rồi, nhưng mà cái cách làm thủ công thì vẫn không có thể máy móc nào mà so sánh bằng được. Nhưng mà em chỉ mong là ví dụ như riêng với những cái đơn hàng nào mà vừa nghe chị bảo là lấy hàng vô cho Phan Diễm ấy, thì bình thường là đập nửa tiếng một tiếng thì cứ em lấy chị cứ đập 2 tiếng luôn. Chắc chắn rồi. Chắc chắn sẽ đưa những cái hàng chất lượng vào cho chị và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của khách về gia vị. Đây các bạn thấy nè, Diễm thích nhất là khi mà nhận cái miếng chả cá này, cái độ sánh của các bạn thấy nè, đấy, đây là không có bột gì hết nha các bạn, mà độ sánh này đó. Và cái thứ hai nữa là cứ li ti những cái miếng tỏi Lý Sơn này đó. Lúc nào mà mình và Diễm quyết định phân phối một cái mặt hàng nào đó thì cái việc đầu tiên đó, như mình đã từng nói, thì đó phải là thủ công, và thứ hai là cái chất lượng nó phải hoàn hảo theo đúng cái cách làm của ông bà mình hay là của địa phương đó, mà nó tốt nhất có thể các bạn. Nên là Khỏe cũng là một người bạn mà vô tình anh em mình gặp trên đảo thôi, nhưng mà có duyên đấy. Tại vì có rất nhiều cái yêu cầu mà bạn Diễm đặt ra mà Khỏe phải thay đổi để cho nó phù hợp với cái khẩu vị cũng như là cái yêu cầu của bạn Diễm. Nói chung thì Khỏe có các anh trong nhà rồi các cô chú là đều đi biển, và nói chung lúc đi về mà giá mà rẻ thì mọi rất là buồn, thì có khi không có thu nhập luôn. Nên là nghe mọi người mua chả cá nhiều và được anh chị giới thiệu về sản phẩm này thì được mọi người biết tới nhiều, và mọi người ủng hộ nhiều, thì lúc đó giá cả của cá khi mấy anh đi làm vào về sẽ có giá hơn và sẽ cho mấy anh mừng hơn. Chúng là mình cũng chỉ niềm vui của mình ấy, các bạn thấy ví dụ như là dù là cái sức của mình cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà mình cũng luôn cố gắng hết sức có thể. Ví dụ như là từ cái củ hủ dừa của Phan Diễm này, từ cái yến xào này, để bà con mình ở ngoài quê thì có thể là phụ nhặt, rồi cả những cái sản phẩm như là hải sản của bà con ngư dân mình, thì Diễm chỉ mong mà làm sao là có thể là mình bán nó là một chuyện nhỏ thôi các bạn, nhưng mà cái quan trọng là mình cũng góp phần tiêu thụ cái sản phẩm của Việt Nam mình. Cái đó mới là điều quan trọng. Mỗi cái sản phẩm mà mình phân phối thì nó đều là thủ công, nên là có sự tham gia của rất nhiều người. Và khi mà bạn Diễm bán ra được một sản phẩm nào đó thì tức là tất cả mọi người trong cái quy trình nó đều có thu nhập. Nên là một mọi người có ủng hộ một ít á thì cũng là mang cái ý nghĩa và mang cái gọi là sự cảm ơn của người dân tới với mọi người rồi. Nên không cần nhiều. Nhưng ngày hôm nay là mình có thể là chuẩn bị được khoảng 30 ký để gửi vào Sài Gòn cho Phan Diễm à? Dạ, chắc khoảng một tạ đó. Một tạ? Dạ. Đấy.
thì sẽ làm bóp liên thanh trong đây chắc khoảng là 10 thâu như vậy. 10 thâu. 10 thâu em chỉ phải dơ chuột chị lên cho em xem thử. Đúng rồi. Chuột chị cũng khá to các bạn. Thì thật ra thì nếu như một ngày mà làm hết công suất như thế này thì các bạn thấy là rửa vào cho pha nhiễm, thì ví dụ như chiều nay là chị nhồi 10 thau là mất hết gần cả ngày rồi, xong lại còn phải vào bao bì, xong rồi túi zip hút chân, túi zip cho pha nhiễm. Mình có hút chân không? Có hút chân không đấy. Theo cái yêu cầu mới của pha nhiễm là cho vào túi zip và hút chân không lại, để trong cái quá trình vận chuyển ấy nó không bị thấm nước đá. Nên là cũng cảm ơn Khỏe là mọi yêu cầu của chị đưa ra thì Khỏe cũng được. Nói chung là mọi sản phẩm mà tới tay mọi người mà mọi người hài lòng, đó là điều gọi là điều vui mừng nhất rồi. Còn giá cả thì tính sau, còn về chất lượng và chất lượng. Đúng rồi. Chất lượng là trên hết. Mà anh Dũng biết cái cảm giác như này, khi mà mình dỗ vô cái miếng chả cá nha, nó sẽ không dính tay mà cảm giác hơi tưng tưng luôn ấy. Đây này, đây này. Đó là mình đấy. Mình đập tay. Là nhờ đập, công dụng là đập tay đúng không chị? Đấy các bạn thấy không? Cái độ đàn hồi của nó rất là cao luôn á. Chị có thể đập vài phát nữa để em tối ngủ là vẫn nhớ được cái tiếng đập chả cá của chị. Rất là dẻo. Chị là chuyên kim, chính là cái khâu đập này luôn hả chị? Thơm, mỗi tiếng đập nó mùi thơm lắm. Mình đập nó dẻo, nó dai. Đây, để là chị cục này để chị đập tiếp nè. Chưa, nói chung là chả chưa vào nhưng mà đã mọi người đã đặt hàng chị Diễm là khá là nhiều rồi, nên hôm nay phải làm tăng cường thêm cho chị. Thì chiếc tàu đi biển ở Hoàng Sa mới vô đó thì đây chị Thủy có đặt thêm cá để mà làm thêm số lượng, thì có giúp giá thêm một tí vì đang cần gấp, nên là mấy chú rất là mừng. Dạ. Tức là tàu đang vào và nghe trong bờ đặt hàng là đúng rồi. Mừng rồi. Dạ, sẽ lên một ký sẽ lên gọi là vài giá, nhưng mà số lượng nhiều thì có thêm thu nhập, nên là mấy chú rất là mừng. Thấy một hồi mình canh cái tàu về là mình vào luôn, mình ghé thăm, mình coi cái cá đó luôn để ha. Dạ, nếu như được, nếu như mọi người cặp bán được thì mình coi được. Còn nếu như cặp bán mà xa thì phải đưa thúng vào, đưa thúng đi truyền vào. Tàu đi Hoàng Sa, Trường Sa là tàu to, thường thì sẽ có thuyền thúng hoặc là thuyền nhỏ trung chuyển cá vào bờ. Thơm quá. Chị nghĩ mà tí đi cho chuột nó giãn cơ các bạn ạ. Bây giờ xong rồi này mình sẽ làm công đoạn gì chị? Căng và bỏ vô mỗi túi 1 kg. Như vậy là thành phẩm đây. Đấy, mình sẽ đóng túi và gửi vào Sài Gòn cho Phan Diễm. Chị ơi, em có đề xuất là ví dụ như cân mình vào túi 1/2 kg đấy, thì hôm nào mà kiểu tay mà đang khỏe khỏe thì bốc thêm 1 tí nữa rồi. Cứ cân dư dư nhít nhít ra. Nhìn các bạn thấy đẹp chưa? Quá là ngon luôn. Cưng quá. Miếng chả chiên miếng to này mới đã này. Nãy giờ em cứ ngửi thấy mùi thơm, em lại nghĩ là nhà mình đang nấu cơm hay nấu món gì. Không ngờ là chị vào chị chiên cái bánh chả cá siêu to khổng lồ. Đây. Chào anh nha. Có nửa ký nhưng mà chiên ra được nhiều vậy á. Nhiều thế nhỉ. Đây là cái bánh nửa ký này. Hấp dẫn đấy. Lúc nữa mình chấm với mắm tỏi là ok luôn đấy. Chấm mắm tỏi. Này em thấy cuốn bánh tráng cũng ngon vậy ha. Đúng rồi. Thơm quá. Vừa nói chơi chơi và thích cái công đoạn cho bỏ vào chiên rồi chấm mắm tỏi mà chị đi vào chị chiên rồi. Chị ơi, nếu mà em muốn là ngoài cái tươi ra, em muốn đặt mà chị chiên một cái bánh nửa ký vậy cho em luôn thì được không? Được, được, được. Thôi thì thấy có lý đấy, tại vì mình với anh Dũng là rất là thích những cái gì nó siêu to khổng lồ. Nên là mình sẽ chiên sẵn cái này 1/2 kg luôn Khỏe ạ. Em vào một cái túi chân không 1/2 kg chị luôn. Mình chiên vừa đến lửa thôi, xong rồi chiên lại ăn được. Được. Cẩn thận nóng ấy. Tiếp luôn thì đem ra nếu remote đi. Đi, mình ra ngoài này. Cá đỏ củ lý sơn. Thưởng thức thành phẩm. Mọi người cẩn thận nha bạn, đi nóng lắm. Xong khi về á mà mọi người tại vì phải ướp lạnh vô, mọi người muốn nóng lại thì có nồi chiên không dầu á, mọi người chỉ bỏ vô bấm một tí là nó sẽ nóng lại như lúc nó chiên luôn. Thơm quá. Tức là sẽ có hai sản phẩm, một sản phẩm dành cho những ai mà vội vã, không kịp để chiên những cái mà giã đông ra rồi chiên, thì mình có thể là mua những cái chiên sẵn này, mình chỉ cần làm nóng lại là ăn thôi. Đây đi, ra thơm quá thì chịu không nổi luôn á. Đây là tỏi bà con lột để làm. Đây là các cái thùng đựng cá hết đó các bạn. Đây để lấy cái thớt sắt. Cái kéo nè. Cái kéo cắt. Trời ơi, hấp dẫn quá. Chờ chờ tôi chán nước mắt nữa. Ồ.
hấp dẫn thế nhỉ. Chả là thơm này. Sân thì chị phơi cái tỏi đó là để làm chả cá đúng không? Dạ. Em xin mấy củ vào. Với mỗi khi ăn cơm thì ra bóc vô ăn thôi. Đây, tỏi lý sơn nha các bạn. Cái này là để dành để mà làm chả cá. Tỏi xinh thì để bán rồi, còn tỏi này thì tỏi giạt nhưng mà chất lượng vẫn ngon thì để dành ở nhà ăn thôi. Em nghe nói là chị đang có tin vui hả chị? Được mấy tháng rồi chị? 3 tháng rưỡi ạ. Em cảm ơn anh. Chúc mừng anh chị. Bữa giờ mình với anh Dũng mới nói là có duyên ghê. Bữa đi ăn chả mực thì chị cũng mang bầu bé gái. Còn hôm nay đi quay chả cá cũng rồi chị mà đang có em bé. Mọi mà người gái hay trai chị? Gái. Thôi cho em xin miếng. Chị cũng thích gái các bạn. Đây là chén nước mắm tỏi. Đây, giờ mình sẽ cắt cái chả cá này ra nha. Em là lột tỏi. Đang nóng này mà làm lon bia anh chú à. Ui dồi ôi, thế thì hết bài luôn này. Thơm quá ha. Đây các bạn coi này. Cái này giờ có tô bánh canh hay là hầm chứ là chỉ cơm nóng thôi. Nhiều khi ăn tấm mì tôm nhưng mà bỏ vô vẫn ngon. Nên là mọi người ai có nhu cầu mà mua chả chiên sẵn vậy nè. Để tiện tốn kém thời gian cho mình á. Sợ tốn kém thì mình nhiều khi ăn tấm mì tôm bỏ vô là rất là ngon rồi. Như là một tô bốn chả cá vậy đó. Nhưng mà chị ơi, nếu mà cái chả cá mà em đặt hàng mà chiên sẵn á thì ở ngoài này chị có sử dụng cái hành tím để phi trong cái dầu đó chiên không? Có chứ. Cái dầu là bình thường. Cái dầu hồi nãy là cũng dầu phi từ hành đó. Để chiên luôn đúng không ạ? Có ai nuốt nước miếng không chị? Có. Em cắt này cũng nuốt nước miếng. Khúc này thì thơm quá. Cái chả cá này nó ngon nhất là khi mà vừa chiên xong chị, đang nóng hổi. Để nguội là nó bớt đi cái độ thơm rồi. Chị ăn chị. Đây đây đây, anh Tú đây. Đây của em đây. Đấy. Dạ. Đây. Mời cả nhà nhá. Không cưỡng lại được nữa rồi. Cho cả nhà thấy cái đậu dai đó cả. Nó quánh quánh lại luôn này. Cái miếng to kìa kìa. Đây. Đây, nó đậu dai nè. Chả cá là nguyên chất luôn đó. Không có chất bảo quản mà cũng không có bột luôn nha. Nó dai như thế này. Mình chỉ bảo quản tốt nhất là cho vào tủ đông thôi đó. Ăn là chế biến thôi chứ không chất bảo quản hết đây này. Rất là dai. Dai. Ăn cái này là phải cắt miếng bự bự xong kẹp với tỏi ấy. Mời cả nhà nha. Đã. Cái nước chấm do người dân đảo làm này. Ngon ha. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Đúng rồi, chưa mời thêm miếng nữa. Chỉ ăn cơm thế này là có chả cá ăn cơm là ngon lắm rồi. Dạ. Quá rã luôn. Với lại làm mồi nhậu cũng ok. Đây là sự kết hợp hoàn hảo với lại camel luôn anh Dũng ạ. Dưới giờ mình cũng đi tìm thêm cái sản phẩm để mà mọi người có thể nhậu á. Thì chả cá này nha, rất ngon luôn. Trước đây là bia kèm lạc, còn ngày hôm nay là bia kèm chả cá. Anh Dũng thử miếng không? Cho mình xin nha. Mời các bạn nha. Ngon ha. Cái nước mắm này cho cái hương vị nó lạ ha. Thơm á, mà đậm đà á. Nước mắm ở đây là nguyên chất từ cá cơm. Muối từ cá cơm mà người ta gọi là lọc nguyên chất luôn. Nước đầu tiên thôi. Nên là mắm dĩ hả chị? Dạ đúng rồi. Nhà tự làm ạ? Trời ơi, lấy một nước thôi. Còn lại là bỏ hết. Cái sự đậm đào nó rất mạnh luôn. Thế còn cái nước 2, nước 3 này mình làm gì chị? Nước 2, nước 3 mình bỏ. Bỏ? Chị bỏ đâu? Bởi vì có cơm thăng á. Không, mình để mình trồng bỏ vô phân á. Mình bỏ để mình trồng tỏi, trồng hành. Dạ. Rất là tốt. Cái xác á. Cái xác mắm á. Tức là á, lấy một nước duy nhất. Đúng rồi. Cái còn lại là để làm phân bón trồng tỏi, trồng hành. Đúng rồi, đúng rồi. Cơ đó. Dạ. Cái nước mắm cá cơm của mình có nhiều không chị? Nhiều chứ. Nhưng mà năm ngoái á, muối 1 tấn mấy. Rồi. Để bé mình dùng á. Chị ăn nha thôi. Với lại khách mà mua chả là họ sẽ mua kèm nước mắm. Mình sẽ gửi cho họ. Bây giờ còn hôm vài bữa gửi cho em một ít cho gia đình em ăn với. Rồi, hôm nào lọc đó chứ chưa lọc. Hôm nào lọc thì giờ gửi chả cá khỏe, gửi chả cá thì khỏe, gửi cho nước mắm đó chị nha. Này gia đình ăn thôi chứ Thái đang bán nước mắm mình cũng đi thẳng là Thái Diễm vẫn mua bên chỗ Thái này. Nước mắm của Thái thì ở Bình Thuận, còn đây mình sẽ thử luôn cả nước mắm ở Lý Sơn rồi xem hương vị thế nào các bạn ạ. Thôi thì mình lấy nước mắm này về ăn hoặc là ăn tặng cho người thân thôi. Chứ bán lại đụng hàng nữa. Mình bán chả cá thôi. Đúng rồi, nước mắm là chỉ mua ăn thôi. Tại vì nhà em thì rất là thích những cái hương vị mà nước mắm truyền thống luôn. Đó,
Đây, một miếng chả cá kẹp với lại một tí tỏi này. Chấm chấm với nước mắm cá cơm này. Ngon lắm, cái hương vị nước mắm này lạ lắm. Anh thấy là kẹp với tỏi là nó tăng thêm cái độ thơm rất là nhiều. Ăn tỏi tươi này thì nó rất hợp luôn. Ôi, ngon quá. Xuất sắc. Thấy tỏi nó cũng giòn giòn ấy. Dạ. Hợp hơn là ăn với nem luôn á. Đúng là trên đảo mình là có quá nhiều cái điều đặc biệt về ẩm thực luôn á. Dạ. Có hai điều mà ba điều mà mình yêu quý đảo Lý Sơn mà khiến cho mình cứ muốn đi lại, mặc dù là cái chuyến đi lần này cách chuyến đi lần trước có 10 ngày thôi, nhưng mà thực ra là nếu như bây giờ hỏi là mình có trở lại đảo Lý Sơn dịp tới không thì mình vẫn trả lời là sẽ trở lại dịp gần nhất. Đầu tiên đó là người dân Lý Sơn này cực kỳ dễ thương, thứ hai là cảnh đẹp của Lý Sơn là cực kỳ đẹp luôn này, thứ ba là các cái món ẩm thực của Lý Sơn này cực kỳ ngon và có một cái nét riêng luôn. Nhưng mà chả cá như thế này, miếng này là chị là nêm là đạt cũng ngon này. Công thức đó là trâu dừa 7 năm đó. 7 năm rồi. 7 năm. Dạ. Bởi vì nhà ngày xưa giờ không có ai làm trái, chỉ có ở nhà tự lúc mà mình khởi nghiệp lên thì mình tự tăng gia vị, mình điều chỉnh từ đó. Dạ, phải điều chỉnh. Đúc rút lại từ từ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ra đó. Chứ còn không có theo công thức của ai hết. Công nhận. Mà cho em hỏi nhà chị bây giờ còn tỏi cô đơn không? Cô đơn chị không có. Nhà chị là vụ này không có luôn ạ. Đúng rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, không phải nhà nào cũng có mà có chị rất là ít thôi. Nhưng im lắm. Dạ. Chỉ có một số nhà tầm được 5kg, 10kg rồi. Còn bên chị là không có luôn. Dạ. Có người thì được 2kg mà hỏi tới không bán. Để dành ăn với lại để dành bữa bác sĩ. Thế nhà chị có chén rượu tỏi Lý Sơn nào ở đây không? Không. Không à, không có để ngâm. Nhà chị không ra được tỏi, giờ tỏi cô đơn luôn. Đừng có thì xin chén rượu uống với chả cá nữa thì hết bài. Phải nói là nó ngon thật sự luôn các bạn ạ. Nó kiểu cái vị cá thơm này, trong này có hương vị của tỏi ấy. Mọi thứ nó hòa quyện ấy. Chả cá thì phải nói là cái độ dẻo, cái độ dẻo, độ dai của nó cực kỳ cao luôn. Mà cái quan trọng là ăn nóng á. Nếu mà mình chiên xong mà mình có việc gì đó mình không ăn liền để nguội ấy, đôi khi mình lại bảo nó không ngon. Nhưng mà cứ chiên nóng lên ăn là tuyệt vời luôn. Yeah. Mọi người nếu như mua dày mình bỏ tủ lạnh, muốn nóng thì cứ bỏ lên cái lò vi sóng á, một tí là ngon như lúc mới chiên. Thành còn chiên không dầu cũng được. Dạ, nhưng mà cái điều đặc biệt mà Diễm thích nhất của cái chả cá này đó là cá hoàn toàn là cá biển của bà con mình mang vào, không phải là cá nuôi. Đó là Diễm rất là thích luôn. Thì sau khi anh em mình đã tìm hiểu sơ qua cái chả cá rồi thì chắc là bây giờ mình lại tiếp tục quay trở lại với cái công việc đó là đi thu mua tỏi cho bạn Diễm. Để xem là ngày hôm nay là mình có duyên mua được bao nhiêu bao đây. Chứ còn nếu mà ở lâu quá là cũng hơi căng đấy. Nên là bây giờ ăn xong là lại ấy chứ. Không mà tới thời gian là đi về luôn là không đủ tỏi, đủ xe là không được các bạn ạ. Nên là riêng với cái chả cá này nè, thì bạn nào nếu mà có nhu cầu sử dụng về chả cá đỏ củ Lý Sơn thì các bạn có thể liên hệ với Phan Diễm qua số là 0981 128 578. Cảm ơn mọi người nha. Anh em mình đang có mặt tại khu vực bờ kè của đảo Lý Sơn các bạn ơi. Nếu mà nhìn bằng mắt thường thì mình thấy là có hàng chục người đang đi bộ ở khu vực bờ biển này, mà hình như là đi thu hoạch rong biển đấy anh Tú ạ. Ở xung quanh đảo Lý Sơn thì rất là nhiều các loại rong biển luôn. Vừa làm rau câu, vừa làm nộm gỏi hay là vừa làm canh được. Mình đứng từ cái vị trí này thôi là mình đã ngửi được cái mùi của rong biển rồi đấy. Nhưng mà phải nói là lần đầu tiên mình ra ngoài này mà mình thấy phải là mấy chục người rồi các bạn, kéo theo mấy cái thùng xốp ấy để người ta kiểu chắc là gom rong lên quá. Bây giờ trên đảo này thì có những loại rong biển là nấu canh, có những loại nấu rau câu, có những loại làm gỏi. Thì lên trên đảo này thì ấn tượng nhất là món canh và món gỏi anh Tú à. Còn rau câu thì chắc là anh Tú chưa được ăn. Anh còn nghe nói hình như là có cả rau chân vịt nữa cơ. Đúng rồi. Thì sáng nay có nghe bạn Khỏe nói là thỉnh thoảng bố bạn ấy còn lại đi lặn cái rau chân vịt ở ngoài này nữa. Tươi là cũng phải chục ngàn một ký đấy. À, các thanh niên trai tráng ở trong làng người ta cũng bắt đầu là đi lặn. Anh ơi, cái này là mình đi, cái này là phải đi nhổ rêu không anh? Đúng rồi. À đúng đi, rồi, đi nhổ rêu đấy. Cô Thu đang đợi mình kìa. Diễm đang nhờ cô Thu là tìm dùm vài nhà bà con mà đang có nhu cầu mà chia sẻ lại cái tỏi đấy. Thì cô Thu là đang dẫn mình tới đây. Do là bận là đi gom tỏi chứ nếu không thì Diễm đã phi thẳng xuống biển coi bà con làm gì. Cái thời điểm này á, nếu mà mua được tỏi của bà con là phải mua với giá cao hơn bình thường. Do là chưa phải là giai đoạn bà con bán tỏi đâu. Nên là cũng phải nhờ các cô dẫn đi. Con chào cô Thu. Cái này là cô đơn hả?
Cô đơn mà sao lại đấy, có một chút chút đấy, dễ thương như này. Bông xù mà được có bán nhiều à, tới có chín thưởng nó mới được bán nhiều. Có bán không cô? Để lựa cho con mua được không? Cái này là cô thu đang mà bán đi. Đây là Diễm là phải nhờ là cô Thu là đi làm công tác tư tưởng trước cho bà con đấy, mình mới gom được chứ. Đó, bông xù được bao nhiêu nữa? 8 sào. 8 sào mới được từng này. Bông xù. Bông cống mà biết có tí. Đây là cô để ngâm rượu rồi. Bây giờ nó mắc là nó có cô đang nhiều hơn. Dạ, nhưng mà cô đơn bình thường là cô dùng để ngâm rượu đúng không? Ngâm rượu cái dây ra bụng. Được. Dạ. Ê quay con nè, con ngâm mà con không để ý. Trời kêu. Ngâm á là hồng đậu nuôi nước xanh đúng không? Tới một mình là đó, nước xanh mà tới Ninh Hiến là rồi anh rồi một mình ra nước chuồng tới Ninh Hiến nó với nước xanh xuống người ta họ kêu kêu nước cùng mà tôi nước tới dựng ế cái tôi ngắm không cái hào ban đầu là nó nước xanh rồi cái xí này là cái xí này là tôi ngâm là ra vườn thấy không do sử phai cho đọt nát nó vừa xuống nhưng mà nó vậy chứ mình ngâm mình không để ý không có cái này con hỏi nó quan trọng hơn này là bà con mình ở ngoài này có một cái chia sẻ là không biết là vừa tâm linh hay là vừa tác dụng của tỏi, mà cái đặc biệt là cái tỏi cô đơn này mà ngâm với rượu nha, bị đau bụng hay là bị nói chung là tiêu chảy nửa ly một ly thôi là nó đứng luôn. Cái này mình nhất là tim mạch. Tim mạch nha cô. Tim mạch đúng rồi. Tốt cho tim mạch nha. Cô ơi, thế thì bây giờ cái này lựa xong rồi để cho con nha. Chỗ này chắc được khoảng 5-6 lạng ấy. Chưa được 1 ký luôn ấy. Ký vừa ký á. Ở bên này hết. À cái bên này nữa. Cô đang bắt 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 coi như tôi cày ra. Nó cái bé đi ngon được vô. Mỗi nhà là có một chút cô đơn này. Dạ. Ân hối lận khảo rồi. Thôi bây giờ cái này con lựa đi xong rồi để cho con nha. À lựa đi. Dạ. Chút nữa mình quay lại mình lấy. Bây giờ nhờ cô Thu dẫn đi vào nhà trong này. Cô ngồi. Phân lại tỏi cô đơn. Ôi đây nhà chị đang phơi tỏi ngoài này này. Đó quay đi. Chào cả nhà. Tỏi đó là để lượm cho có tinh tế đó. Tỏi làm, tỏi làm chả cá. Đúng rồi, tỏi để lượm cho có. Mua tỏi cho Diễm là phi ok luôn. Lượm cái đó rồi giờ bé lượm cho có đó. Dạ. Cái này là mình để loại nhỏ nhỏ này là mình sẽ làm mình xay làm chả cá chị ha. Để ăn thử cho không? Chiên cho để ăn. À, các cô đang giới thiệu chả cá ngon lắm nhưng mà không biết rằng mình mới đi ăn chả cá về. Quá trời ơi, cũng một cân luôn. Giờ là mình đang lửa lại hả? Dạ. Có cái này trên kia là xuống cốt. Dạ. Lượm ra nó không thúi, biết cái nồi nhỏ lượm mình lượm ra. Còn cái nồi thúi là mình bé ra muối dài mình lượm cho có. Như tỏi này mình lượm cho có nè. Những cái củ mà nó bé bé, nó nhỏ nhỏ đó, hay là nó có một vài tép mà nó hư thì chỉ lấy được một vài tép khác ấy. Đúng rồi. Thì mình dành ra để làm mình làm chả cá. Đúng rồi, để làm chả cá. Còn cái loại 1, loại 2 là phải bán nguyên củ. Đúng rồi. Đây, mình lên nhà đi. Đó, mua tôi bò đi. Đây. Đây là chị mua là ơi mua cho có là ví dụ họ khách là đặt 5 kg 10 kg là gửi đi luôn. Gửi đi luôn cho họ. Mình sẽ ê nha. Diễm chưa biết là có lấy tỏi ba không nhưng mình sẽ bây giờ em xin phép là bóc ra thử hai củ này cho mọi người xem cái tỏi ba nha. Dạ. Hai củ này hồi tính thêm tí tiền cũng được ạ. Đây cho các bạn xem là cái tỏi này tỏi ba này. Tỏi ba thì nó có tầm khoảng cỡ 3 tép. 3 tép hả? 3 4 tép gì đấy các bạn. Đây. Chị đã phơi rất là khô rồi luôn này. Khô luôn rồi. Tỏi ba tức là 3 tép ấy, thì mọi người nói rằng những loại 2-3 tép này thì nó cũng gần tốt bằng tỏi cô đơn. Đúng rồi. Thường họ ngâm rượu cũng thường bữa lần tới đen rồi thường lần tới này. Nhưng mà tỏi ngang tỏi này là ngâm rượu như là lúc đầu nó ra nước xanh. Xanh này lần lần nó biết đó nó vòn lại. Nhưng mà bây giờ theo chị kinh nghiệm của chị nha, mà em thấy là đi ăn mấy cái quán phở rất là bình thường, thậm chí cả nhà em luôn là nhiều khi là các bạn nói là sao tự nhiên tỏi mình lột ra nó vẫn trắng như thế này nha. Nhưng mà mình để mình ngâm với lại giấm ấy thì đôi khi nó sẽ bị đốm đốm xanh tí. Thực ra nó là cái phản ứng rất là bình thường, các bạn có thể lên Google tỏi, sợ cái nước tỏi nó tiết rồi đó. Dạ, cái nước tỏi trong tim tỏi nó ra ấy. Còn như một chỉ nhà dâm rượu để uống tủ một thật tối này cũng được. Dạ. Nhưng mà lúc đầu á là khoảng 5-10 ngày là nó ra cái nước màu xanh. Dạ. Một thời gian nạp nửa thoáng hoặc một thoáng là cái nước nó vòn nó đỏ lại. Dạ. Cái đó là cái chắc tỏi ra chứ không có ảnh hưởng gì hết. Dạ. Vậy là thôi bây giờ mình lên mình coi tỏi xinh đi chị. Rồi. Dạ. Dạ. Em đi em đưa cái chỗ đi.
ăn thứ. Dạ. Bây giờ con phải lơ cái tỏi xong dạ, hết rồi mới ăn cả cá tiếp được không ạ? Dạ, tỏi nhà chị đẹp quá. Mời xuống mà ăn thử. Mời xuống ăn bát cơm hả? Đó, ôi, đó. Nhà chị là cũng được mấy, mấy tạ tỏi tép này. Nè, mua ở đây là để chữ câu vô. Còn mua cái bánh là không biết nha. Về tới sáu là 4 triệu, 4 ngàn à, mua cái này là để chữ câu câu vô. Đây, đây là tỏi này là đã được không? Xong hết rồi các bạn này. Thấy củ nồi thúi là bỏ ra ngoài để làm chả cá. Còn dạ, có nồi không thúi thì để bón. À, mình phải nhắc lại là cái từ mà tỏi thúi làm chả cá ở đây, tức là những cái củ tỏi mà nó bị có cái tép bị hư ấy. Đúng rồi. Thì còn những hư, cái tép nào còn dùng được thì mình tách ra. Đúng rồi. Để mình giống làm như chả mình cá. Thái số nhiều thì nó bị dập. Đây. Đấy. Ví dụ như vậy đi, là trong một cái củ tỏi vậy này thì nó có hư một hai cái vậy này. Cái đó là nó bị dập. Đấy, đó thì mấy cái phần này nó không kỹ, nó cũng để lại kỹ làm, dạ, làm chả cá. Tức là mình mua cái tỏi làm chả cá thì mình mua những cái tỏi nó xấu xấu mẫu mã. Nó bị dập, giá nó vừa phải mình làm chả cá. Thôi số nhiều nó bị dập. Chứ mua mình vừa mới quay tỏi làm chả cá các bạn lại nghĩ là tỏi hư thì chết. Tôi dập, đó là tôi dập, hơi số nhiều nó bị dập. Kiểu giống như mình lựa lại, còn cái tỏi mà đều đều thế này nè thì sẽ là tỏi một, tỏi sinh đây các bạn. Tỏi này tỏi rất là đẹp rồi, rất là thơm. Dạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Củ tỏi cực kỳ đẹp luôn. Thơm quá ha. Bây giờ là Khoa Diễm là chốt là vì hàng bên này là hàng đã tuyển chọn lựa trắng đẹp rồi. Giờ mình chỉ cần sàng qua sơ một lần nữa là Diễm sẽ lấy bao nhiêu đây tỏi tép nè. Chỗ này là chắc mình nghĩ rằng khoảng tạ 2 các bạn nhớ mà, cũng không nhiều đâu. Nhưng mà quan trọng là mình thấy cái nhà chị là có cái số lượng tỏi cô đơn mà nhiều một cách bất thường thì mình không biết là ở đâu ra đây này. À, chị gái. Anh Tú là cũng đang chú ý về tỏi cô đơn. Mua đó mở. Nó bỏ mua lâu đó mà tỏi tép đi mua lâu đầu tôi giờ luôn mà. Đi gom nhà quen mấy. Chị quen không mấy đâu. Là bà con họ biết là họ đem tự đem tới nhà quê á, một người một ký, nửa ký chuẩn bị ra. Đức qua ra chứ hà điện tác kêu nè nghe nói con chỉ ra mò kêu cà cái đó không biết à, ta hỏi con biết vậy chứ tôi cũng không biết được đâu tôi biết mà cái hồi hồi quay tôi biết đâu mà tôi nghe mấy luôn á tao kêu là nghe YouTube con chỉ biết là không có nghe là con chỉ ra mò mà đem tới tác bữa ngày tới 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 mẫu có bà con một người một ký nửa ký đều có đó cái câu đi lùa mà không yên luôn á đủ này đi đủ khóc đi ăn vòi với tức là người dân ở trên đảo là gọi cho cô Thu đúng rồi cô đơn tới cái nào, cái đó con Diễm tới rồi, con Diễm chuẩn bị lên lý sơn. Kêu chứ cô có biết đâu mà hỏi hoài, có biết đâu, tôi có điều tội đâu, tôi biết đó. Cô bảo là đấy, cô ra bảo là Mai Phan Diễm mai ra, trong khi thị thật sự là Diễm chỉ nói với cô là chuẩn bị là mình đi ra thôi. À, coi mà. Có chung là Diễm cũng cảm ơn bà con ở Lý Sơn đã dành tình cảm rất là lớn cho team Phạm Dũng này, đặc biệt là Phan Diễm. Nên là đã gọi là có bao nhiêu nhà là tỏi cô đơn mỗi người một ít ấy, thì đều đã chủ động liên hệ với cô Thu để gửi cho cô Thu. Vì ở đây thì lần trước Diễm tới thì Diễm cũng đi mua cũng rất là nhiều nhà bà con thì mọi người gọi là nói cô Thu rất là kỹ tính kiểu hơi khó trong việc mà lựa chọn hàng này kia nên là Diễm cũng rất là yên tâm. Mọi người biết là mình tới đây thế nào cũng tìm cô Thu cho nên là đã cảm ơn cô. Bữa giờ chắc là nghe điện thoại cũng nhiều cô hả? Nhiều em biết quầy đi lùa mà đi một bên luôn á. Đây mình xem cái tỏi cô đơn này. Ở đây là khoảng bao nhiêu nhà gom lại đi cô Thu? Nhiều nhà lắm. Nhiều nhà lắm ạ. Đây tỏi cô đơn là ít lắm. Đây nè. Đây đó. Đây nè. Đây Phong Diễm. Đâu bà con tao đâu. Đấy lại đây Phong Diễm tao đâu. Bông tám người bà con ngượng ký vậy đó. Diễm cho má. Cũng có nó quên bơ chứ con tao. Đó. Chung là cũng mỗi nhà một ít thì gom. Theo chị thì nếu với chị nha, bà con đây thì chị thấy là riêng cái tỏi cô đơn này thì tới thời điểm bây giờ ở Lý Sơn mình nó còn nhiều ít lắm. Thì tỏi thì ít lắm. Bà con dụ quất một người một ký nửa ký. Đó. Nghe kêu con Diễm ra cấp chợ đó, bưng cái cả tới đó. Bán xù quá, bán nhiều quá. Nhưng mà bây giờ em hỏi cái này mới quan trọng này. Nhà chị có tỏi ngâm không? Tỏi cô đơn ngâm đủ không? Dạ không. Cây, cây là không có bình nào luôn hả? Cây. Không chở, không cứu. Ờ, dạ. Có uống, tôi có một lùm một đầu cái đeo nhỏ. Để khi đồ là cô cùng đánh con. Dạ. Đây. Nên mới thấy thơm mấy ngày rồi. Ở đây đó, bây giờ. Bây giờ mình sẽ lột thử một củ tỏi cô đơn ở đây ra. Uống à? Lột tí, lột ra, thấy tới cô đơn này nó có cái bạc ấy đó, nó ngon lắm. Cái mắt bây giờ lụa. Em vô trên đời bụng, em ít tí chờ nó đỡ cho máy. Dạ. Nàng nó mua từng qua họ từng ký cho chơi đàm một cáo. Đây, các bạn coi củ tỏi cô đơn nè. Thì thoảng thì trong đó nó có xe sen sen một cái tép và tép bồng á. Nó phải chìm xí vậy á, hãy tao lý sao rồi nó đây. Đó.
ở cô đơn Lý Sơn nha các bạn. Mà cái hương vị mùi rất là thơm. Mà nhiều người hỏi con là ngâm bằng cái ngâm rượu á, thì ngâm cái tỏi tép này được không? Hay là kiểu ngâm mật ong, nhưng mà bà con mình ngoài này là không ngâm bằng tỏi tép nha các bạn. Tại vì mọi người lựa chọn là cái tỏi cô đơn này do là cái kiểu là cái tinh chất á ở trong cái củ tỏi cô đơn nó cao, nên mọi người sẽ dùng ngâm rượu là ngâm cái này. Mà nếu là cứ đi mỗi nhà thử một củ này là say luôn. Say luôn. Nóng lắm. Thế bây giờ một tí nữa thì Diễm sẽ bắt đầu lựa, mình sẽ kiểm tra lại cái tỏi cô đơn này các bạn ơi. Tại vì trong này thì do là bà con mang tới á, đôi khi là nó sẽ có một cái ít tép này này, thì mình sẽ phải lựa lại. Còn quan trọng là bây giờ là Diễm sẽ tép chọn cái tỏi này này. Chị em mình vô tỏi này đi. Để đóng bao luôn. Còn cái tỏi này đây nhà quê họ tự đem tới đây coi lựa ra rồi trang cho họ. Dạ. Đó nghe Phan Diễm tới là em cưỡng ký nữa ký là cái đem tới đây. Đây cho anh chủ sở của Phan Diễm. Đó hồi nãy đi ngoài nó hỏi nhau tụi cũng nóng. Dạ. Thôi thế chị em mình cân cái này trước đi. Rồi. Xong rồi mình mới bắt đầu là tới cái tỏi cô đơn à. Những củ vàng trắng các bạn. Thì xuống lấy trường tròn xá bất có thể giấu á. Giáo bớt đi, giáo bớt đi cho nên nó sạp. Nhưng mà ví dụ như thường là cái ở bên kia là chị chờ là tới tháng mấy rồi chị mới bán nữa. Thế bây giờ gần Tết luôn á hả? Khi nào đá lên là bán tiếp. Đúng rồi. Có nói chung là trong một cái túi này sẽ có củ to, củ nhỏ nha các bạn. Mà nhìn rất là cưng luôn. Có bao giờ mà to tâm hết á. Rồi có lép này kia bỏ ra giùm em nha. Lượng thì có khi nó cũng phải sốt thôi, có đồng tô mình chịu. Nó đi kia kia ai xả con nhỏ đi nè. Cho em mượn cái mạng đó đi. Liễu. Rồi em xả đi. Rồi chưa hút rồi không? Dạ không ra luôn. Để mình đóng cho nó thành tròn bao với con cho nó dễ ạ. Mỗi bao 50kg là dễ vận chuyển. Bạn chỉ ăn cho nó thấy chứ gì cũng nhiều quá khiên cong lưng của con rồi. Khóc gì đi đẹp luôn mẹ. Trời ơi con chưa thấy đâu con về á, con giận động luôn cả mẹ chồng con ra ngồi phì phân tỏi luôn. Đúng rồi. Đúng mẹ chồng Phan Diễm là đang ở Thanh Hóa mà thấy anh em mà chia tỏi là phải bay tức tốc về Sài Gòn để phụ chia tỏi ra. Mẹ chồng Thanh Hóa. Đây là chưa. Dạ đúng rồi. Dư. Con có biết mẹ chồng con Thanh Hóa rồi con cũng xem clip của con này. Thì dạ biết dân Thanh Hóa rất là con ở ấy mà. Con ở cái gì? Mà con, ở con ở Sài Gòn. Nhưng mà thuộc không ở chưa ở mình dưới mà. Dạ. Dưới. Ý mà hiện nay giờ thôi ở đây là bả thôi. Chưa được rồi. Chưa. Tự nhiên nó thôi. Dạ. Cái này là được rồi. Vốt giá đó sao vậy? Vốt giá đi. Dạ rồi. À, có giải cho nó ba đi. Hai bữa sau khi nào mà tới vụ tỏi cho em ra ngoài này luôn nha. Ok. Đó mình luôn cho. Dễ quá luôn. Đây. Cái túi cùng lý cho mấy bả. Túi nè. Túi nè. Lớn hơn con. Cô nhận thấy là con bây giờ là có nhận làm con dân của đảo mình được chưa ạ? Con dân của mình. Mà cô ở ngoài đây là để thôi quay vô thấy thôi à. Quay nhìn xấu hơn không? Ừ đúng rồi. Mà tôi cũng vậy, quay vô xấu quét à. Quay vô xấu quét. Quay vô xấu quét. Quay vô cũng ghê quá. Ở ngoài đẹp mà quay vô xấu. Thế là tại quay phim rồi. Tại máy quay. Tại máy quay. Không quay được đẹp. Với máy quay mà dân mình cái hồng mình không ăn hành. Không nào. Ít ăn thấy dòa hơn. Ít mùi nhó mà để Ít khâu. Nhưng mà cô là cũng hay xem kênh con ạ. Còn mỹ á. Bây giờ con. Nó không là kiếm thôi. Rồi xong rồi xích một cái móng tay luôn rồi. Xong. Được rồi. Dư rồi. Rốt giả rồi. Rồi. Đẹp. Đây các bạn thấy là. Mọi cái hành trình là phát mọi hộp. Thật ra là hôm nay khi mà biết là Diễm tới rồi là mọi người là đang còn để hàng ở dưới này nha. Chứ bình thường là còn cất ở trên gác á. Lấy trên gác nó còn nóng dữ nữa các bạn ạ. Đó, đó chị lên bước Diễm nấu luôn. Diễm nấu luôn. Dạ. Chuối trên này ăn ngọt hết. Trên đảo này là hôm nay mình mới thấy một vườn chuối đấy. Ôi nhà này đất rộng thế nhỉ. Trái cây trên đảo là khá là hiếm nha các bạn. Ồ, vườn đẹp quá. Nhà mọi người chơi bonsai cây cảnh nhiều cảnh túi à. Chào cô. Chào cả nhà. Nhà đang nhặt tỏi này. Đấy. Dạ. Bây giờ mình đi nhà nào cô thúc. Ôi, cái nếp nhà bên này rất đẹp luôn nè em Dũng này. Ở trên đảo này là bà con mình làm cái không gian xung quanh nhà nó rất là đẹp luôn. Cây cảnh này, rồi vườn rau này.
Wow. Rau cô. Vườn rau ngon quá. Nhà đẹp quá luôn. Rau muống luôn này. Nhà mình đẹp quá cô ơi. Ôi rau này bây giờ ăn bánh xèo hả? Đẹp quá anh chú à. Yeah. Cũng là có một cái lớp cát biển này. Cải xanh, cải ngọt. Mùng tơi này. Cái rau này bây giờ hái một bát canh, nấu một bát canh mùng tơi mới thơm này. Đúng rồi. Tính tới thời điểm bây giờ thì chắc là mình đi gần hết đảo. Ê, vào nhà mát, chào cô. Không hả? Dạ. Đó, đeo đó, đeo 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 đấy. Mặt nét nhà của mọi người đẹp không? Thấy không, nhờ cô dẫn con lên nhà mát đây nha. Thầy cứ lại đợi nha nghe chú. Thầy chú. Dạ. Nói là mình rất là thích cái nếp nhà của bà con ở Lý Sơn luôn á. Hình như là cái gác á, ngay từ đầu để xây nhà là người ta đã làm gác để chữ tỏi rồi. À, thiết kế vậy là nhờ thiết kế là để chữ tỏi. Đây 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 cho đó lên đây là hơi chậm. Đó đó. Bây giờ. Ly ly đó. Đây đây. Ui. À, trên gác này là có người có thể là nghỉ ngơi ở đây được và là bàn thờ luôn. Còn tỏi là đằng sau. Và mỗi nhà lại có một cách thiết kế cái gác khác nhau nha. Đây này, tỏi này. Nhưng mà tỏi nhà cô cũng rất là đẹp nè Dũng này. Đẹp không? Đó. Cái nó đằng đằng. Thấy không? Thấy cô dán đi là tốt đẹp không? Sao mình lại lo? Hay cái câu thu này ghi vô chứ thu. Ghi vô. Sao mình phải chịu? Dạ cái chứ. Dạ. Phải nói tỏi rất là đẹp. Cô, năm nay nhà mình là trồng cái sản lượng tỏi là đạt không cô? Được nhiều không ạ? À, trung bình chứ cũng không có được nhiều đó, bao nhiêu đó. À, được bao nhiêu đây là khoảng bao nhiêu? Chắc 400 gì chứ cũng có nhiều. 300 kg. Cái nhà cô có tỏi cô đơn không? Bán hết rồi, được trước bán cho con cái á. Là con hả? À, là con mua của cô được trước hết luôn rồi. À, 1 kg. Một ký mấy, giờ là có mấy ký mà bán hết rồi, còn có một ký à. Mà nhà mình có ngâm rượu tỏi không cô? Không. Dạ, ít chú ai uống hết cho nên. Ờ, dạ. Thế hiện tại là nhà mình bây giờ là cô sẽ bán bao nhiêu ký cho bạn Diễm? 400 ký. Đúng 100 ký thôi. Sao không bán hết mà bán có 100 ký? Để dành chứ, để khi nào mình cần là mình đi bán chứ. Làm quê là biết rồi, cho nên bao giờ cần tiền đi bán. Chứ mình bán hết rồi, giùm tiêu hết rồi, chứ chừng đó lấy đâu quá nữa. Dạ. Bữa giờ có bán cho ai chưa? Chưa. Con vẫn là người mua đầu tiên. Đúng rồi. May mắn quá. Sau khi mà con mua một tạ ở cô thì chúc cô là còn mấy tạ còn lại sẽ bán được giá cao nha cô. Đấy. Bây giờ thì Diễm sẽ chuẩn bị lấy bao để mà mình sẽ mua. Bây giờ là các bạn thấy bao nhiêu đây, khoảng 300-400 kg, nhưng có muốn mua hơn thì cô cũng không bán. Con chỉ chia lại cho Phan Diễm là đúng 100 kg thôi. Đây, tỏi rất là đẹp luôn. Đây. Tạ thì chắc là tới cái chỗ cái giường kia thôi là hết một tạ rồi. Đúng rồi, kiểu bán 1/3 ha. Ấm rồi, ấm đi, ấm lại. Đây là Diễm là lửa sạch hết mức có thể luôn đó các bạn ạ. Đây cô đang ghi chữ Diễm ở đây này. À, xong ghi số điện thoại nó đúng không? Tới này quá, quá bị bá. Đang nấu đang đằng. Mình sẽ bỏ cái tờ giấy này vào cái bao tỏi này các bạn này. Nhưng mà phải ghi số điện thoại lên chỗ này. Chưa chưa. Cô chưa ghi à? Đi bỏ đâu chơi xe chắc luôn. Cô có thuộc số mà. Hả? Không mà mấy người. 0981. 128. Mẫu. Thôi số 578. Nhận có tin cả. Hai Diễm. Nhận đi. Số Diễm đó. Dạ đây là số Diễm, số hotline của Diễm các cô ạ. Quá được rồi. Số bỏ cái nó xong rồi. Đấy, bỏ vào cái bao này. Đây đây, bên đây nó còn nấu từ đây có, bên đây. Vẫn chưa được ạ. Vẫn còn cái gì nữa. À, để cô nhìn lại, cô ghi lần nữa. Cô ghi tờ thứ hai. Thiếu số 1 rồi cô ạ, thiếu một số 1 rồi. Rồi, thay không? Vâng, đấy. Con. 128. Đấy, cô ghi sai đấy. Con. 578. Tỏi rất là đẹp nha các bạn. Hồi nãy trên gác thì hơi thiếu sáng, mình nhìn không rõ lắm, nhưng mà chỗ này mình nhìn thấy này. Củ tỏi trắng đều đẹp. Cái này mà tách ra từng tép á, ăn sẽ rất là thơm giòn. Rất là đẹp anh Hiểu ha.
Một bao là 50 kg để cho dễ vác. 51 kg trừ hao đó các bạn. Chú cá là lại chứ hôm nữa tôi sẽ chọn. Đi mình bói được khỏi giờ tôi không với mon à, mon ơi cũng đẹp ơi cũng đẹp ấy. Này. Tôi không muốn mon biết rồi. Ui, gần 50 kg một rồi. Để lên đây nó có tiếp mình đổ vô tiếp. Dư dư đó. Ốc à. Hôm nay là có một khách mà của một chị từ nước ngoài về là mua 10 ký tỏi cô đơn luôn á Dục. Mua cho mọi người mang đi với lại là tặng cho người thân. Dư à. Nên là ai mua tỏi cô đơn thì các bạn cứ liên hệ với bạn Diễm nhanh nhất có thể nha. Không mình về tới đất liền rồi thì sẽ không có gom thêm được nữa. Nhiều lắm, không hết rồi. Nếu mà có là có tối tết thôi. Hôm nay được vác một bao tiền các bạn ạ. Trời ơi anh ơi, thiệt luôn á là ngồi là lựa mãi luôn là lượt một ít này là tỏi cô đơn mà phải nói là tầm cô nói là tầm ở này là khoảng gần 10 nhà đến Dũng. 10 nhà gom về. 16 kg nhá, mình mới gọi là vác bao tiền là thế. Vì nó giá trị là kinh tế cao ấy. Dạ. Cái hàng rào hay chưa? Giống như lửa ấy. Hàng rào của bà con người Mông ấy, nhưng mà đây là đá núi lửa rồi ghép lên này. Có một câu mà lúc nãy là Diễm không có máy quay mà Diễm nghe mà Diễm cảm thấy rất là quý bà con hay luôn á. Anh Tú biết nói về cái tỏi cô đơn này. Bà con nói là vì nó có giá trị, bán được giá cho nên là bán hết đi luôn chứ không chừa. Nhiều khi là giờ không biết tới lúc mà bệnh tật tại vì cái tâm lý bà con ở đây là sẽ chừa một ít tỏi cô đơn để ngâm rượu hoặc là ăn sống ấy, để trị đau bụng hay là cảm cúm hay này kia. Được giá thôi bán cho Phan Diệm hết luôn, không chừa trong nhà cũ nào hết. Nói chung là bà con là rất là quý mến là em Diễm. Dạ. Cho nên là nhiều khi gom mà đây là mấy nhà vào đấy nhỉ? 10, cái này là 10 nhà luôn. Nhiều khi không chừa lúc đau bụng hay trúng gió này kia. Đấy là bán luôn. Tỏi giống như kiểu một cái gọi là cái thảo dược quý của bà con trên đảo. Để dùng cho rất là nhiều cái công dụng ăn uống rồi chữa bệnh. Cô ơi, mùa này là mùa đang đi gom rong hả cô? Rong biển. Cái rong này để làm món gì vậy cô? Đâu được xóa. Nấu su xoa. Su xoa Quảng Ngãi đây. Ôi đông người chứ kìa. Ồ. Ồ quá trời luôn. Cái nước biển đây cũng trong nhỉ. Đoạn này nước trong thế. Đây này. Bà con là phải đi lặn là chắc là phải mấy tiếng đó cô nhỉ? Quốc gò là đó, gò cồn đó, quốc gò. Còn mà lặn đó. Dạ. Quốc gò nước còn lại quốc gò. Nghĩa là đang vào mùa luôn đó cô hả? Không có mùa, có trong nước. Mỗi số là có hồi nước. Nó cuốn theo nước vào cô. Nước nó nước thủy triều ấy nước một mỗi số là hồi lần. Yeah. Là 14 15 cứ 30 mẫu. Yeah. Mẫu số là hồi lần hay được hồi lần. Một tháng hút hai lần nữa. Là như là thạch nha cô ha. Như là thạch rau câu ấy. Đúng rồi, thạch rau câu không mà cái này nó tốt hơn là thạch. Tốt hơn thạch rau câu à? Mà giá rẻ lắm anh chú. Hiện tại trên đảo có không nhỉ? Có mua to. Ồ thế à. Ăn này mua ăn thử cái chứ. Su xoa. Vâng. Thôi anh em mình tiếp tục hành trình đi. Có muốn mấy chục ngọn ký vậy? Mình về. Muốn được có mấy chục ngọn ký vậy? Dạ. Đó các bạn, bây giờ Diễm đi đâu? Bây giờ mình sẽ cùng đi ăn dưa hấu ở đảo Lý Sơn tại vườn luôn. Anh em mình là tiếp tục gặp lại bạn Khỏe nha. Phải nói rằng sự xuất hiện của bạn Khỏe trên kênh Phạm Dũng thì được rất nhiều khán giả kênh Phạm Dũng yêu quý luôn. Hôm qua đây là phải cảm ơn khán giả kênh Phạm Dũng rất là nhiều. Nói chung mỗi lần đoàn mình ra là rất là muốn dẫn đoàn mình đi trải nghiệm một cái gì đó của mới mẻ của Lý Sơn. Hôm nay là mình sẽ được ăn dưa hấu. Mọi người hay biết tới hành tỏi Lý Sơn nhưng mà Lý Sơn là còn có dưa hấu nữa. Nghĩ tới dưa hấu ăn ở trên đảo thì anh lại nhớ tới Mai An Tiêm. Đó là Mai An Tiêm. Mà không ngờ đó là đền thờ Mai An Tiêm thì là ở ngay Thanh Hóa luôn. Đấy. Nga Sơn anh ạ. Ngày xưa thì ở cái vùng đấy là đảo đấy. Nhưng mà sau này khi trải qua nhiều năm thì bây giờ nó lại là thành đất liền. Anh cũng được biết đến ở nơi đấy đấy. Tới dưa hấu là khát nước quá. Đây, chuẩn bị sẵn một chén muối.
đã bảo nắng tốt dưa đúng không? Tức là cái khí hậu mà nắng thì dưa nó sẽ ngọt. Dạ đúng rồi. Nước nó sẽ ngọt. Nhưng mà còn một cái câu sau nữa. Đó là mưa tốt lính. Nắng tốt dưa, mưa tốt lính. Nắng tốt dưa, mưa tốt lính. Tức là trời mưa thì những người đi huấn luyện lính như bọn anh ngày xưa ấy thì sẽ là được nhàn hơn, đỡ vất vả hơn. Ở trên đảo thì có từng cụm dân cư nhỏ một xung quanh là đồng và ruộng các bạn. Đây là cái đám này là chưa chín, cái đám dưới đây là chín rồi. Cái ruộng dưa này là chưa hái trái nào? Dạ. Do là chưa chín. Dạ. Còn đang trổ bông nữa này. Dạ. Ôi. Ôi con thấy quá trời rồi đấy này. Anh chị thích trái nào cứ hái trái đấy. Trái nó cũng không to lắm mà. Nó sống sống kệ sống căng sống. Đây nè, không. Vậy là cô đi. Cô sẽ có bí quyết để chọn dưa hấu chín. Người ta phải có cách là ôi. Anh Dũng ơi đây này. Đâu, lên lên. Trái này được không có? Trái này ngon này. Sao không học đi câu chứ. Trái nó ngon lắm. Đây, kìa lắm, đúng đúng rồi. Phải để cô với nhưng cô mà, quyết được. Đây, con nghe bảo là gõ cốc 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 là nó già đúng không cô? Chín rồi, cô biết chín rồi chứ cậu đi bón mà. Con quả này to chín chưa? Không đây này. Để coi xem nó chín chưa. Anh Dũng ơi. Ui. Lỡ. Cô vừa thúc mình một cái. Nhưng mà nghe tiếng bong bong luôn này. Không, cái quả này to già mà chưa chín rồi. Chưa chín rồi, đấy chưa? Kinh nghiệm của cô ơi. Đây bây giờ thì hôm nay là Diễm ra ngoài này nhưng mà có một người mà Diễm trái đầu tiên là Diễm chưa muốn xẻ ăn liền. Trái đầu tiên này Diễm muốn mua để dành tặng cho cô Thu. Cô Thu cũng là một người rất là nhiệt tình với Phan Diễm. Trái này thì để riêng đây, một hồi tặng cho cô Thu. Trái tiếp theo sẽ tới cô Khỏe. Đừng tặng trái này nha chị. Đây cô đang đi lựa cho mình này. Do không mua. Vườn này là cô đã hái nhiều rồi nên là phải chờ xem là còn trái nào ngon nữa không. À bên đó hay có trái bự rồi cô kìa. Tặng cho em thì cái sống sống cũng được để mà em để được lâu. Quay cái này đó. Trái chín là em ăn liền đó chị. Chín cho cô. Ôi. Trái bự lắm này Khỏe này. Đây đây, cái anh này cũng chín rồi. Đây anh Dũng ơi. Nhìn cái dây nó cũng già cỗi rồi mà trái to quá ha. Đây này. Đây. Còn đang nước mới xịt thì ra này. Đang thôi mới tưới nước ấy. Này. Tưới tự động mà. Cho chị mượn cái dây dao nha. Đây. Cái này chắc có 2 kg con ha. Để con cắt thử xem là à mình nhớ tôi tới để tiền lá sẽ ăn ngang ra luôn đi chị. Quảng Ngãi cũng là một cái vùng mà trồng rất là nhiều dưa hấu để xuất khẩu đi đấy nhá. Thôi mọi người trái này đỏ không? Trái kia đỏ hơn trước này. Trái này hả? Không trái của trên kia. Nghe căng á. Quá đỏ luôn. Vậy là êm rồi cô ạ. Dưa hấu bây giờ có giá không cô? Chưa chín lắm, kiểu như không có 15 ngàn một ký. Đừng có gió mà. Ý là dưa hấu tới ngày đầu tiên. Còn ít cỡ nữa thốn một thốn xa nữa là nó hạ xuống. Cô ơi sẽ ăn luôn rồi, một hồi cân rồi cứ tính giác giác thôi cô. Cứ ăn đi. Dạ. Ăn đi, ngọt nghe lắm. Ê, tặng Khỏe trước đi. Em cảm ơn. Anh Tú cầm trước này nha. Mời mọi người. Mời cả nhà nha. Đi bốn bà ơi cũng ghiệu mà. Ngọt đấy. Để vô là rẹt luôn, có mà nó ngọt nữa chứ. Ôi. Lần đầu tiên trong đời ăn miếng dưa tại vườn này. Trước giờ cứ toàn là đi mua ở chợ nhưng bao giờ cắt ăn này. Đây các bạn nhìn này. Này. Mời các bạn nha. Vô. Mời nhà nha. Vô. Ngọt và giòn. Ngọt mát rồi. Ngọt lịm á. Có một cái vị thanh nữa. Nhưng mà tại sao Khỏe lại phải mang theo chén muối hả? Dạ, ở Lý Sơn mà em thường ăn kiểu trái cây á phải chấm muối chấm muối đúng rồi. Là dưa này không cần chấm nước cũng được. Không cần cô ơi. Sặc nước à. Dưa hấu nhà cô quá nhiều nước luôn, ngọt mà nhiều nước sặc nước luôn á. Ngon lắm. Ngon. Không dưa này đi chợ bốt ở cũng em á. Dạ. Để cắt một miếng bự cho anh Tú cảm nhận. Vừa rồi ăn miếng nhỏ quá chưa mình chưa kịp cảm nhận hết được. Nói ngon quá, đã cơn khát đấy. Wow. Nãy giờ đi nắng nóng á.
Coi, con ăn là con sẽ nhả hạt xuống đây luôn để vài bữa là cô đỡ phải trồng. Cô đỡ phải trồng mà nó cứ lên cây mới thôi. Quá đã. Ăn khát nước nữa. Ngon quá. Bao nhiêu khát nước mệt mỏi nãy giờ tan biến. Quả này là con nó chín hơn quả này. Thế là trái này tặng khỏe. Mua luôn cả trái này hồi anh em mình tặng khỏe rồi mình ăn cơm đó, mình ăn chung luôn. Đây, phải cầm cái này. Cứ ý vậy thì tặng rồi chị em mình ăn chung luôn. Nó tặng mà kỳ quá à. Đây, có khi nào chị tặng anh món quà mà túi xách không? Túi xách nữ không? Có. Đây, trái này rất là nhìn rất là ngon luôn nè. Tuyệt vời. Ngon quá. Rồi có hái thêm không? Em nghĩ anh đang tặng, nói chung là tặng mỗi người trong đoàn một quả đi. Ôi anh Dũng xem ơi. Xem là con không? Ôi ở dưới kia trái bự chẳng luôn kìa. Ở dưới gốc này này. Đây này, đây này. Nhưng mà mình phải hỏi cô chủ vườn xem là nó đã già không chưa. Anh Dũng để Diễm kiểm tra cho. Quả nào mình hái đi. Đấy, này. Ôi ui. Đó. Trời ơi. Đây khỏe cầm này. Cái quả này để thét hư luôn nè. Khỏe, khỏe cầm giúp chị nha. Trái này là chín chưa cô? Nghe tiếng bong bong ấy. Cái này con gõ bong 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 luôn rồi này. Nhìn cái rào nó, cái là so mà nó khô á. Đây này, con thấy nó quéo cái lá này luôn rồi này. Kệ mình thích mình hái luôn đi. Chín rồi đó. Chín, chín thật. Này, chín, này. Đây, đây, đây nè, cái à, ông đó ông khô là chín mất đầu. Này con thấy bong bong luôn đây mà. À cái dâu này khô là tức là chín kỹ rồi. À, đúng rồi. Già rồi. Rồi, anh Tú đâu? Đây. Đây, anh Tú. Đẹp quá nhờ. Đi đây nè anh Dũng này. Đây còn khá nhiều á. Cứ hái nhiều cô là cô mừng mà sao đâu. Cô là cũng cuối mùa rồi. Cô là thu hoạch gần xong rồi. Coi cái rau nó không? Được rồi cô này ha. Rồi đúng trên số. Này. Cô là có tính toán trước. Là tính cô gì hả? Mình đến anh. Ý là trên đây là trồng trồng hành rồi cái bác đầu mình trồng chế tạo này nó té. Trái này tặng anh Dũng nha. Cảm ơn bạn Diễm. Quả đấy hơi bị lẹ một chút. Đây nhiều khi những quả này ăn sẽ rất là giòn này. Ông nó chích đó. Ông nó chích. Đúng rồi, khi non mà ông nó chích thì phát triển lớn nó sẽ có cái chấm đó đó anh. Trái này tặng anh xe điện. Anh Thành ơi. Anh Thành ơi. Tối nay về ăn với cá kho anh ơi. Ăn với cá kho. Cái này con em tặng vợ chồng anh Thành nha. À, con này gian nè. Cảm ơn. Cô kêu là chị Diễm ở thành phố nhưng Phạm mà rất là qua Phạm Dũng. Dạ. Nhưng mà đây rất một trái. Rất là to nha. Tối về ăn với cá kho. Bắt đảo coi. Đó rau khô luôn nữa. Đó có cuốn ha, có cuốn đi. Đây. Trái này là cũng già rồi cô ha. Già rồi, chín hết rồi. Chín hết rồi. Đây một trái nữa này. Đó. Bây giờ mọi người hết cả tay cầm dưa hấu rồi. Bên này một trái này cũng rất là bự này. Đâu để mình xem nè. Cái trái này là căng luôn nè anh Dũng này. Đây này. Chín rồi. Đó một cái rau. Yeah. Rồi. Trái này là tặng cho Phan Diệp. Rồi. Trái này là mình sẽ giữ. Đó cho anh Dũng hả? Đấy anh Dũng trái này. Phan Diệp cho Phạm Dũng trái bị ong chích. Không phải, hàng organic thì ong nó mới chích đó. Rồi anh em mình đem chiến lợi phẩm về nào. Chỉ cần tính tiền. Mình không nghĩ là mùa này mình lên đảo là vẫn còn được ăn dưa hấu ngon như thế này các bạn ạ. Ngọt nước ha. Dưa này trồng thước nè. Đúng rồi. Ủa cô là con thấy bán gần hết luôn rồi. Tại vì dân nước sơn mà mong. Đây là mình trồng dưa sớm để bón cho nó có gió. Đa số mình bán đây là bán trên đảo ăn. Đúng rồi, ăn luôn đó. Bán ăn dưa này. Thấy là có nhiều bạn gái luôn hình với lại cả gia đình ấy, kiểu là đấy đi mà rất là cạn luôn nha, đi bộ ra để mà lấy cái đông á. Tại vì một tháng thì thủy triều buổi chiều sẽ xuống hai lần thôi cho mọi người đi ra bước trong đó. Một tháng thì làm được hai lần. Đúng rồi, thường ngày rằm với lại 30. Buổi chiều trên đảo rất bình yên các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào một quán ăn mà mình nghe người dân trên đảo nói rằng là cũng khá là nổi tiếng ở cái khu vực bờ biển này. Quán Xuân Truyền. Mà nghe nói bà con đây là quán bà con địa phương mình là giới thiệu về đây luôn nha các bạn. Nói là bình dân mà chất lượng nữa, mà đặc biệt là có cái view nhìn ra biển nữa này. Đây, anh em mình ngồi đây đi. Cho em gọi món luôn nha.
Hình như là Khỏe cũng đã biết tới quán này nhiều rồi đúng không Khỏe? Dạ, nói chung là rất là thường xuyên ăn. À. Tại vì có những cái món mà rất là hợp khẩu vị với người dân. Ví dụ như là gỏi cá bò nè, và cá nóc. Cá nóc á? Xào lăn. Cá nóc có độc không ta? Không, đây là cá nóc gai, cái loại này cực kỳ hiếm. Là món gì? Xào lăn á. Thế mình gọi cá nóc này, rồi gọi cá bò này. Nghe cá nóc là hết hồn các bạn. Gỏi cá bò cũng là một món đặc biệt. Ở đây có rất là nhiều món nha các bạn, cả hải sản này, tôm hùm này, rồi lẩu này, cả gà này, rồi sò nướng mỡ hành, sò hấp, ốc, các loại ốc. Đấy, món rất là bình dân luôn. Khá là nhiều món đấy, nên là bây giờ anh em mình sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu kỹ và gọi để giới thiệu với tất cả các bạn nha. Các bạn chờ một chút xem là mình sẽ có những món gì nha. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức bữa tối với anh em mình sau một ngày dài đi tham quan khám phá đảo và đặc biệt là đi mua tỏi cùng Phan Diễm nha. Trước mặt các bạn là món gỏi cá bò. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình được ăn món này các bạn ạ. Mình sẽ có rất là nhiều rau thơm này, đặc biệt là có cả đậu phộng của đảo Lý Sơn nữa. Đặc biệt hơn nữa là mình sẽ có một cái chén nước sốt này mọi người. Nhìn đậm đà ha. Nước sốt để ăn gỏi đấy. Hấp dẫn chưa? Bên này là ốc gì đây Khỏe nhỉ? Ốc nhảy, ốc nhảy hấp. Ốc này rất là quý hiếm. Bên này là mực hấp. Mực hấp và cuốn với bánh tráng. Đấy. Cái này gọi là mực gì Khỏe? Mực lừa đó. Mực lừa. Rồi mực đó đến mùa thì mới được ăn chứ không phải. Sao lừa đến mùa mới được ăn. Là lừa nó mới bắt được. Nó rất là lanh. Trên này thế thì cũng lạ nhỉ. Còn đúng có rồi. Cả cá tà ma nữa. Cá tà ma mực lừa. Mà lanh đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình rất muốn mời Khỏe thưởng thức một cái loại bia mà đã rất là nổi tiếng trên kênh Phạm Dũng, kênh Sapa TV rồi. Đó là bia Camel. Thấy lon to không? Lần đầu tiên thấy bia lon to thế này. Đó. Nhưng mà lon khổng lồ giá tí hơn. Đấy, một thùng 24 lon 4.9 độ 500ml. Giá chỉ có 320.000 một thùng. Em Tú. Đây hai anh em mình chung một lon đi. Không, cho không, em lon lên ạ. Người lon mình em Khỏe lon đi. Dạ đúng rồi, mình em Khỏe là khỏe hơn mà. Ngoài ra thì nếu mà Khỏe cảm thấy hơi yếu ấy, thì uống cái bia không độ này nha, không độ cồn. Ý là bia này là không mạnh có... hơn hả? Không, nó nhẹ. Nhẹ hơn bia không này. Độ cồn. Mạnh tới mức bất ngờ luôn, là em có thể khi mà em uống cái bia này này là em chạy xe em không sợ các anh giao thông luôn. Là tại vì có thổi nồng độ cồn cũng không có cồn. Ủa vậy thiệt hả? Vậy chắc bia này bắn chạy lắm nè. Đúng rồi. Ê, chúc mừng cho hành trình đi gọi là tới thời điểm bây giờ là cũng gọi là thành công rồi đó các bạn ạ. Mời cả nhà nhé. Khỏe nha. Hôm nay mới là ngày thứ hai anh em mình trở lại đảo thôi. Còn một ngày mai nữa cơ. Thì phải nói là ngày hôm nay thì anh em mình cũng thu mua được khá là nhiều tỏi này. Và đặc biệt hơn nữa là cũng là lần đầu tiên mình giới thiệu tới khán giả kênh Phạm Dũng về cái món chả cá đấy. Đúng đặc rồi. Sản của Lý Sơn. Dạ. Thế thì bây giờ chắc là thôi anh em mình còn nhiều món lắm. Nhưng mà mình sẽ thưởng thức luôn cái món gỏi này đi Khỏe ha. Bia thơm quá ha. Mà nhẹ nữa nhé. Hết một ly rồi hả? Dạ. Nhanh ha. Nhanh đi. Đúng không? Đúng là Khỏe khác nhỉ. Bia này bia nó dễ uống. Đúng rồi, hợp cho phụ nữ này. Bình thường em uống những bia khác em phải đổ thêm một ít bia bơ này... húc cho nó nhẹ bớt. Bia này 4 độ 9 mà khỏi cần luôn. Khỏe còn đang là kêu là nhẹ nữa. Kiểu thế không, thì không anh cảm ơn Khỏe nhá. Dạ, xin rồi. Trong lúc chờ đợi thì uống 50% nhá. 50 nha. Thôi đi đầu tiên hết luôn đi. Vô. Hết luôn đi. Dạ. Cảm ơn. Đấy, Khỏe khen bia thì mình mời Khỏe luôn. Anh em mình vẫn còn nhiều món lắm nha, nhưng mà do là mình cứ lên từ từ mình thưởng thức nên là các bạn ăn uống là phải chừa bụng để những món sau nữa. Uống từ từ thôi. Đây. Ở đây là cũng có một cái loại nước sốt này như là mình ăn gỏi cá mình từng review bạn Diễm ha. Cái này nấu bằng cái gì Khỏe biết không? Cũng từ chắc cá của cá bò ra đó. Dạ mình nấu đây. Đây anh Tú. Đây anh xin. Đây. Đây là món tiếp theo. Món rất là đặc biệt nha anh Tú. Cháo gì đấy? Bồi bổ. Cháo. Cháo cực bổ luôn. À thế à? Cháo nhum à? Dạ. Cháo nhum. Là... mình có nhum nhưng mà quên. Mình kêu mà họ không kịp làm ấy. Dạ. Đây. Họ cho cái hành này, cái tiêu. Hay là mọi người ăn một bát cháo trước đi cho ấm bụng. Đây, thấy thơm ha. Để em gói miếng gỏi cho. Đây để ăn cháo luôn đi Khỏe ơi. À, mình ăn cháo luôn trước đi. Đây này, cái nhum này. Đang nóng là thưởng thức luôn đi. Nhum ăn bình thường nó béo rồi nhưng mà mình nghĩ là bỏ vào cháo thì nó sẽ còn béo hơn nữa. Trước giờ mình nghe nói nhum nướng nhiều rồi.
và cũng biết đến là đảo Lý Sơn là có món cháo nhum là cũng rất là nổi tiếng. Trưa nay thì cũng tính được gọi mà sau này người ta làm hơi chậm mà không kịp. Anh em cái chén đó là em bồi bổ, cảm ơn anh vì hôm nay là anh đã khiên tỏi giùm em đấy. Thì nói chung là anh luôn luôn là dành sức lực cho chuyến còn đi này. Ngày mốt nữa, ngày mốt sẽ khiên lên tàu rồi chắc là cực lắm ha. Yên tâm đi em ơi, nói chung là một tấn thì quá là ít so với sức khỏe của anh, không phải lo đâu. Đây, anh Tú thử xem thế nào. Đây, cho cái dĩa sò nướng mỡ hành lên đây. Mỡ hành đậu phộng. Ôi. Trên đảo này thì có rất nhiều các loại nghêu sò ốc mà phải nói là cực kỳ ngon luôn. Đây, anh em mình vô phát đi. Anh em ơi. Đây. Vô. 1 2 3. Vô. Mời các bạn nha. Trời ơi, phải nói là buổi chiều này là lại là một buổi chiều tuyệt vời ở Lý Sơn. Thơm quá. Hơi nóng. Nhưng mà rất là béo. Béo và cái mùi thơm của nhum rất là mạnh luôn nha. Có hành phi nữa, có muỗng. Cảm giác là ngậy ngậy ấy. Ngậy ngậy đúng rồi, Dũng nói là ngậy chuẩn. Cháo nhum. Ngon quá. Đúng là nếu mà lên đây mà mình bỏ qua cái món này là có lỗi với bà con trên đảo này. Các bạn biết không? Không phải nhum lúc nào cũng có nha các bạn. Điều cũng tùy thời điểm đấy. Nên là đi mà ra mà các bạn thấy là quán mà tư vấn có nhum thì các bạn nên làm bát cháo với lại là làm vài con nhum nướng mỡ hành. Đây nhìn trong này này. Nhìn cái miếng thịt nhum ở trong này. Nhìn như, giống như miếng gạch cua ấy nhỉ. Nhìn rất là béo và hấp dẫn. Ngậy luôn đấy. Món này là đại bổ khi đi nhậu đấy. Ngon à. Kiểu nó hậu ngọt á. Mà cái khẩu vị ở trên đảo là nấu là rất là dễ ăn. Vừa phải. Dạ. Không và quá lúc, là dạ. bị nhạt hoặc là bị mặn đâu. Lúc nào cũng có phải. Kèm hành phi hoặc là tỏi vào đó. Cái vị thơm. Về có hành phi. Dạ. Ăn bát này thật sự là kiểu khỏe luôn á. Ăn mà thấy khỏe luôn. Chỉ có một nhược điểm là vừa nấu xong là nóng bỏng miệng luôn. Mà này người ta nấu thì kiểu hạt gạo mà nấu nhừ ra nên là cái nhựa của cái này cũng rất là nhiều, mình ăn nó ngon á. Nó sánh là luôn á. À, dân ở đảo mà thường nhậu xong mệt á, có một bát cháo nhum húp vô là khỏe liền. Dạ. Buổi sáng là có quán nào bán cái cháo nhum không là khỏe nhỉ? Dạ, ít lắm. Ít à? Dạ. Thường là chỉ có trong nhà thường hàng là ăn trong quán thôi. Nếu mà sáng mà bán cháo nhum thì cũng là một cái món ăn sáng đặc biệt đấy. Sao ở Sài Gòn mà thấy ít ai bán cháo nhum ha? Ngon quá. Sáng thì thường người ta sẽ ăn bún chả cá nhiều. Cái chả cá đỏ cũ đúng không? Dạ đúng rồi. Đặc biệt khách ra thì 100% là sáng thưởng thức ăn bún chả cá. Anh em mình là xuống chén hết rồi nè. Hồi nãy mình cũng nghe cô nói là nhiều khi cũng giống như tỏi Lý Sơn đó. Đôi khi người ta nói là chả cá đỏ cũ của Lý Sơn, nhưng chưa chắc phải là chả cá của Lý Sơn đâu. Nên là đôi khi vẫn bị mua nhầm. Dạ đúng rồi. Tại vì một số nơi ví dụ như cũng có chả cá đỏ cũ, nhưng họ có thêm bột vào đó cho nó tăng thêm trọng lượng. Và nó dai để đỡ làm thủ công. Nên là mình nhìn thì không phân biệt được. Nên là mong mọi người tin tưởng anh chị và ủng hộ anh chị 100% là làm từ thủ công và nguyên chất chả cá đỏ cũ luôn. Ủng hộ dạ. chị một phần nhưng mà là dạ. em là đóng vai trò rất là quan rồi. Trọng ở ngoài này đó. Nói chung ủng hộ chị một phần thôi, còn lại là ủng hộ tinh thần cho các ngư dân ở đây được ra Hoàng Sa và Trường Sa để giữ đảo. Có thêm tinh thần tại vì giá cá lên và được mọi người ủng hộ nhiều. Bây giờ là cái quan trọng là em nhờ em hướng dẫn mọi người ăn cái món mỡ này đi. Mình sẽ lấy miếng sáng nha để đó cuốn nha. Để cho khỏe hướng dẫn thử. Ai chị cầm đây anh Tú một miếng rồi. Này ai chị một miếng rồi. Tại vì món này thật sự là mình đi Lý Sơn mấy lần nhưng mà mình chưa ăn bao giờ các bạn ạ. Cá bò. Cá bò gấp một miếng cá bò trải dài. Trải dài ra anh Tú gấp theo luôn đi. Hướng dẫn rau trải lên trước hơi ngược tí rồi cũng xong được á. Xong này có cá nữa. Gấp một miếng rau. Trong này là có cả hành tây dưa leo. Chị không thích ăn diếp cá thì lấy ra nha. Tại vì ở đây rau thơm thì phải có kèm diếp cá. Ai ăn không diếp cá được là kiểu cũng hay có lỗi với lại các loại rau đấy. Hình như có cái rau bạc hà mà chị thấy là lạ nè. Chị là thích ăn diếp cá nha. Với đinh lăng đó. Sau đó mình cuốn gọn lại. Đây của Phan Diễm này. Phan Diễm là tranh thủ đấy. Lúc mà khỏe đang nói để Diễm cho hơi nhiều cá vô nè. Rồi đúng rồi, mình sẽ chấm với nước lèo nha. Đây của anh Quấn này đẹp chưa này, khỏe đẹp. Cảm giác là bạn Diễm Quấn là có vẻ như là lận đận nhất các bạn.
Quấn mãi chưa xong. Chưa nhưng mà bán. Anh Tú hay là dạ bạn mà. Khỏe là quấn một phát là được luôn. Nhưng mà em rách nè, thấy không chủ nhà này rách nè. Thế là hôm nay của anh là xuất sắc nhất. Đây, chấm mà chắc. Đẹp nhất. Đây, vậy là nhanh nhất thì lại là xấu nhất. Đây bây giờ mời mọi người có chén nước chấm rồi nha. Để khỏe ăn trước đi. Thơm quá nhỉ. Ủa? Đây anh thử. Nhưng mà trước khi thử mình muốn nói là thật sự ra là khi đi ăn bất kể món gỏi cá nào mình nhớ tới quê hương Phạm Dũng, có món gỏi nhạch của Ngà Sơn. Nói chung là ăn vào là mình đã quên hết tất cả các vị gỏi cá của nơi khác rồi. Nói thật sự luôn đấy, bây giờ nếu để quay trở lại Thanh Hóa lần nữa chắc chắn là mình sẽ ăn món gỏi nhạch. Bịch. Thế thì hôm nay anh thử xem là gỏi cá bò của đảo Lý Sơn này như nào. Đây, gà luộc. Ui, ngon quá chị ơi. Gà này chắc gà rừng ở Lý Sơn luôn ha. Ui, mọi người ăn hải sản nhiều rồi nên là Phạm Dũng là cố tình gọi thêm một dĩa gà luộc để cho mọi người ăn thêm cho đỡ thèm các cái món của đất liền. Nhưng mà Phan Diệp cũng thèm, nhưng mà tôi hay sao? À, cái này anh thấy là nó thơm, nhiều vị rau thơm ở đây. Có rất là nhiều các loại rau như kiểu là đinh lăng rồi có thêm những lát hành ở đây thì mình ăn vào là thấy cảm giác là nó thơm, nó hài hòa rồi. Dạ, bây giờ tới lượt Phan Diễm ra tay nha. Chén này là mình với anh Dũng là chấm chung nha. Nên là Diễm chấm một cái chén đầy này luôn nè. Cái cảm giác nó hơi sánh sánh ha. Chắc tí nữa ăn mở cả nhà nha. Nhưng mà mình thấy là rất là ngon đấy. Dạ, ăn không bị ngán. Đúng rồi, ngon đấy. Món này ăn là mấy cuốn chưa bị ngán. Thật ra cái này á nó khác hoàn toàn với lại chẻo nha các bạn. Chẻo ở Thanh Hóa thì khác, nhưng mà cái này thì nước là vẫn là ấm này, mà nó nghiêng về cái độ kiểu hơi người ta sử dụng giống như cái gạch hay là cái tiết của cái con cá hay sao. Mình tưởng tượng như là riêu trứng vậy đó. Mà lấy chất của nó để là nấu sôi lên mà nó đóng thành một cái riêu. Đây này, giống như cái riêu ấy mà ăn nó rất là béo luôn nha các bạn. Hương vị là ngon thơm. Ngon đấy. Cái này là ok. Nhưng mà hình như là cái cá người ta đã làm tái thế rồi sao? Dạ đúng rồi. Đúng. Chứ không phải là cá sống. Mà rất ngon. Ra đề hình nếu mà để so sánh giữa chẻo gỏi cá nhạch với cái này thì không giống nhau được. Nhưng mà cái này cũng rất là ngon. Đây mình sẽ chấm một tí cá vào cái nước này luôn nè. Cá này thì người ta sẽ làm hơi kiểu tơi tơi một tí. Cá thịt này các bạn này. Bạn thấy cái thịt nó không? Này mà cuốn xong mình cho tỏi vào cũng ngon. Gọi là mỗi nơi có một cái hương vị mà đặc trưng riêng phải không Diễm? Dạ. Chả cá, quấy cái gỏi cá ở ngoài Thanh Hóa thì mình ăn là sẽ là có đậm đà, thêm cái một chút cái mắm tôm ấy vào đấy thì mình ăn sẽ là thấy thơm và đậm đà hơn. Còn ở đây thì mình ăn là nó sẽ là thanh nhẹ, nó thơm nhiều cái vị rau ấy. Tiếp tục làm một cái gỏi cuốn nữa nha. Ăn cá này các bạn làm á, cái hậu cá rất là thơm mà ngọt luôn nha, không bị thanh, không mùi gì luôn. Đây. Bạn Diễm là làm cái cuốn thứ hai rồi. Anh Dũng mà chấm á là ngon là yêu Lý Sơn thêm luôn á. Cái này ngon đấy. Đấy. Thêm chưa? Cho anh tí tỏi vô. Anh xin một cái cuốn. Tỏi này hồi nãy là Diễm đã tỏi Lý Sơn mình đã lột sẵn này các bạn này. Đó, cho ba cái tỏi vô luôn. Thêm tí rau nữa nha. Trời ơi ngon quá. Ngon đấy. Món này ngon đấy. Hồi nãy mình gọi cá nóc nhưng mà cá nóc là hôm nay hết rồi. Cũng may các bạn. Sợ. Nãy Diễm nói nhỏ với Khỏe là Khỏe rồi, nếu mà gọi cá nóc ra em ăn trước nha. Nên nhiều lúc phải là anh muốn tới số cũng chưa tới được. Anh Dũng có thử không? Bạn Diễm thử trước đi. Ngon lắm nha. Đây này cứ chấm với lại nước chén đầy vậy này các bạn này thì rất là ngon. Trong này có cả đậu phộng nữa nha các bạn. Đặc trưng của cái món gỏi này nữa là bà con dùng các cái loại rau ở trên đảo luôn nên dạ, nó rất là thơm. Đặc biệt đó là rau đinh lăng. Ui ngon quá. Đinh lăng để ở trên đảo là anh thấy là có trồng luôn đấy. Dạ, nếu như mà trồng một cái cây tuổi thọ của nó 4 năm tới 6 năm thì nó ví như một loại sâm ví đó. Đinh lăng đây cũng rất là hợp với ăn với gỏi cá thì mình thấy là đi mấy quán rồi thì đều là có lá đinh lăng này kèm theo. Ăn này cho tỏi vô á ngon. Giòn á. Mười đẹp.
Nha. Ừ, ngon đấy. Trời, do. Ui, đau quá. Lẽ ra là sáng mai khi các bạn đang xem video này á, là tụi mình sẽ di chuyển vào đất liền để mang tỏi về cửa hàng Phan Diễm. Nhưng mà do là tụi mình cũng gọi là khá là yêu Lý Sơn các bạn, còn trăn trở về đảo Bé là muốn qua thăm đảo Bé, cho nên là quyết định là sẽ ở thêm một ngày thứ ba để là di chuyển sang đảo Bé để thăm bà con ở đảo Bé và giới thiệu với các bạn luôn. Đảo Bé thì phong cảnh rất là hoang sơ nhưng mà rất là đẹp, nên là mong mọi người theo dõi để mà thấy cái văn hóa đời sống của đảo Bé vào ngày mai. Bạn kia bán đang lại bán gửi cái gì ha? Đang nhiều khi đang chào khách. Bé ơi, thấy chưa, chào xong là vô liền. Ăn rồi đây, giới thiệu với mọi người món mực lườn có giá trị cao hơn mực lá luôn. Cao hơn cả mực lá. Đúng rồi, tại vì nó cũng tới mùa mới được ăn nó và nó ngọt thịt hơn mực lá nhiều. Này em chấm với cái gì? Đây có muối ớt này đúng không? Đúng rồi, muối ớt. Đây là muối ớt xanh. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Thịt nó giòn hả? Giòn mà nó có cái vị ngọt thơm thơm đặc biệt ở đây á. Tại vì sợ mọi người lạ chứ ở đây ăn mực lườn này sẽ lấy cái nước, cái túi của nó đó. Túi mực. Đúng rồi, túi mực của nó ra cái nước rất là ngọt và thơm. Ăn cả cái túi mực luôn. Dạ. Tại vì khỏe sợ là răng anh em đúng cười rồi. Ra đen, mọi người cười. Nên là nãy là khỏe đã dặn là lấy cái túi mực ra rồi. Cái mực này á, nó nhỏ thôi mà, nhưng mà ngọt ngọt. Giòn giòn. Đây, bên này là còn có... Đây là ốc nhảy. Ốc nhảy nè. Đó. Ốc nhảy tự nhiên luôn nha, ở đây là không nuôi. Con này hở ra nè. Đây anh Tú thử cây này để ghim đi. Đây khỏe. Đây. Cái ốc này rất là ngọt nha các bạn. Chấm bên này. Chắc là chấm luôn này luôn. Dạ. Lúc sống thì nó thường búng này, nó nhảy lên nên là gọi là nhảy. Nó mà ốc này mà búng được lên trên đúng mặt biển luôn á. Đây anh tên ốc nhảy mà anh. Dạ. Hay nhờ. Mình hình như là chưa biết có loại ốc nào mà nó có thể búng lên được đấy. Đây, cái độc lạ này. Cho mọi người xem cái thịt ốc này. Cái con ốc này là kiểu vừa ăn á, là vừa trang trí được luôn nha các bạn. Mà nó có cái vị ngọt, ngọt của ốc. Ngọt hơn ốc. Mình có cần bỏ ruột nó không? Bỏ ruột đi. Bỏ ruột đi và ở trên này này, nó có một cái miếng này này, ăn là rất là nhọn nha, để nghĩ ra. Tại vì nó sống chủ yếu dưới cát nên là cái ruột nó hơi có cát. Bỏ ruột đi. Đây, bỏ cái này đi. Chỉ ăn cái phần thịt này thôi. Ăn không luôn này. Bảo sao lấy con này đặc trưng á, thịt ngọt nha các bạn. Thịt ngọt và giòn. Đây này. Đây là món cái này gọi là sò gì á? Bữa em có đãi mọi người nè. Sò sữa nè. Sò sữa. Đây em tốt. Sò thường nó sắp trên cát này. Mà gọi là sò cát. Con này thì rất là đầy đặn nha. Dạ. Nướng mỡ hành. Nó có một cái cùi nè rất là ngọt. Đây. Cái này toàn ngọt đủ không đấy. Buổi chiều đây mát thật á. Ngon quá. Trời ơi. Con này một phát phải làm luôn hai con mới đã. Cái cồi nó hơi dai dai nhỉ. Con này Diễm ăn ấy, Diễm cảm giác là nó gần giống với lại cái con sò dương ấy. Nhưng mà anh thì thích thêm miếng tỏi để trên này nữa. Đấy. Để mình cho vào mình ăn này. Anh Tú là phải ăn nhiều tỏi mà, tại vì mấy ngày hôm nay lên đảo là thấy là sức khỏe không được ổn lắm. Dạ, thấy anh hơi nghẹt mũi. Mà tiên tỏi thì ăn thông mũi, chống nghẹt mũi rất là hay. Và cảm cúm, viêm xoang. Nhất là tỏi cô đơn. Tỏi thường thì cái lượng tinh dầu của nó ít hơn cô đơn nhiều. Nên là đặc biệt nếu như anh cảm hay anh viêm xoang á, cảm thấy ngạt mũi thì anh trong bữa ăn anh chỉ ăn 2 tới 3 tép tỏi thì anh cảm thấy rất là dễ thở và thông mũi rất là hay. Ngày hôm qua các bạn, Diễm vẫn còn nhớ một cái câu nói của Khỏe mà mình nhớ là kể bảo là cái tỏi cô đơn ở Lý Sơn á
cảm giác như là nó thứ nhất là về dược tính khoa học, nhưng mà cái thứ hai cảm giác là hơi tâm linh luôn á. Kiểu bảo là bình thường mà đứt tay mà cái tỏi thường ấy là để vô là nó chưa cầm liền. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cô đơn để vào là nó ngưng luôn. Dạ, cầm máu trực tiếp luôn. Và nó có tính sát trùng cao. Nên là mọi người mà bị vết thương cứ có tỏi cô đơn trong nhà thì cứ nhai và đắp liền. Nó sẽ sát trùng, chống nhiễm trùng máu hay là nhiễm trùng vết thương. Ví dụ như là bị côn trùng cắn hay là thậm chí là chó cắn đi ha. Dạ. Mình có thể là nhai mình đắp vào vết thương. Đúng rồi, cầm máu rất là hay và nó có kháng khuẩn và sát trùng rất là hay. Đấy, bây giờ mọi người thử ăn gà trên đảo Lý Sơn xem như thế nào. Không biết là từ đất liền hay là nuôi trên đảo đây. Gà này khéo là gà đảo ấy. Gà đảo thì hơi dai nha. Thịt gà đảo thì hơi dai. Ngọt thịt lắm. Đúng rồi, đang là chắc là gà đảo. Hồi nãy em có hỏi thì kêu là gà đảo đó. Nhìn cái chân thon thon thôi nè. Mà ở trong này là có cái mề nữa bạn Diễm này. Trong này có cái mề này, cái mề bé bé tí hon này các bạn này. Đấy. Đó, mề này cho Phạm Dũng nè. Mình xin thử cái mề luôn nha. Mề gà, nếu mà gà ngon mình ăn vào cái mề mình cũng có thể cảm nhận được cái hương vị của con gà rồi. Mời các bạn nha. Da gà đây cũng ngon. Con gà này là quá chuẩn luôn đó. Gà ta đúng không? Mề thơm lắm. Giòn. Ngon thật á. Ngon. Gà ngon á, gà này mà rang gừng ăn cơm á. Gà chuẩn gà ngon luôn á. Nhưng mà bởi vậy, mình đi đâu cũng vậy các bạn. Là quán mà bà con địa phương mà đã giới thiệu rồi là chỉ có chuẩn thôi các bạn ạ. Quán này là hồi nãy mình đi mua tỏi á, là các cô giới thiệu đấy. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nó nằm ngay bờ biển luôn. Dạ. Ở đây có những món ví dụ như dân bạn em nhiều khi làm nó không ngon. Như là như em vài ngày cứ thèm gỏi cá bò như thế này. Từ ra đây. Xuống đây mới ăn được. Dạ. Nhà làm không được. Ngày mai là trong cái hành trình anh em mình sang đảo Bé là vẫn có sự đồng hành của Khỏe. Tại vì mình phải chia sẻ thật lòng với tất cả các bạn là nếu như bà con chưa biết mình ấy, mà tự nhiên mình tới rồi mình hỏi tỏi rồi mình đòi vào xem rồi mình hỏi mua nó thì chưa chắc là bà con chịu bán hay là chịu mở lòng để chia sẻ cho đầy đủ đâu, mà cũng hơi e ngại, nên là phải có người địa phương dẫn đi là tuyệt vời nhất. Nói chung là em cũng tham khảo thử ai muốn bán, tại vì nhiều người rất là giờ này chưa muốn bán tỏi. Đúng rồi. Mọi người cứ chờ ấy. Đúng rồi, chờ lên giá, tại vì nói chung là trong nhiều, em nói nhiều lần trong kiếp rồi thì năm nay giá cảo giá tỏi cuối năm á, sẽ có thể lên khá cao, nên là mọi người rất là hy vọng và chờ đợi cái điều đó. Đấy, cho nên là nếu mà bạn nào mà không chờ tới cuối năm ấy mà đang cần dùng trong năm, cần dùng liền, cần dùng sẵn và đúng gốc Lý Sơn thì các bạn cứ gọi Phan Diễm là cho nhanh các bạn. Hiện tại thì Diễm cũng đang dùng hết tình cảm của mình để kiểu là nhà bà con nào mà chia sẻ lại 100kg, 200kg thì mình cũng đang bắt đầu gom để mang về cửa hàng Phan Diễm. Nhưng phải nói hôm nay là một ngày thứ hai khi mà đặt chân tới đấy, đảo Lý Sơn, thì ngoài cái việc cái nhiệm vụ đó là mang tỏi về thì phải nói anh em mình rất là vui khi mà được hòa nhập với lại cuộc sống bà con này, được trải nghiệm, được ngắm cảnh đẹp Lý Sơn các bạn ạ. Còn anh Tú thì sao anh Tú? Ngày hôm nay là được đi cùng với Phan Diễm mua tỏi khá là nhiều, thì thấy cái việc này như thế nào anh Tú? Anh cũng đồng tình với Diễm là mình được hòa nhập vào đời sống của bà con, mình được đi len lỏi vào trong những cái gọi là ngôi nhà của bà con ở trong làng ấy. Thì mình xem được những cái cách mà bà con sinh hoạt, đời sống ở trên đảo, rồi đi lên tham quan những cái căn gác để bà con để tỏi trên đấy thì cũng rất là hay. Và hai nữa là đồ Phan Diễm thì sao? Ngon. Hôm nay là em thấy là anh Tú ngồi quan sát Phan Diễm và mua tỏi, lựa tỏi khá là kỹ. Anh với Dũng đang nói chuyện nhau, anh em mình chắc là không đủ độ kiên trì để mà ngồi để mà lựa tỏi, xem tỏi như thế này. Nói chung là lần này ra đây là em thấy chị Diễm như là như con dân của đảo và rành là lựa tỏi, nói chung là rành hơn bạn em luôn rồi đó. Không dám, nói chung là mình, cái tâm lý của Diễm nó thật sự với các bạn là mình chỉ trong đầu á, Diễm chỉ nghĩ là làm sao có được một cái túi tỏi chất lượng để khán giả của kênh Phạm Dũng là không uổng công tin tưởng vào tụi mình. Cái điều đó là mình cứ đau đáu để mình gọi là kiên trì. Nhiều khi anh Dũng hói Diễm luôn, bảo là em ơi xong chưa, nhanh lên này kia, nhưng mà Diễm vẫn rất là kiên trì để có thể là ngồi nói chuyện với bà con này và lựa được những cái củ tỏi chất lượng nhất để mang về cho các bạn. Thế thì mình vẫn hy vọng là khán giả kênh Phạm Dũng là vẫn đồng hành cùng với anh em mình trong chuyến đi này. Ngày mai thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình sang đảo Bé để xem là bà con ở bên đấy là còn tỏi để bán cho anh em mình hay không, hay là để dành cho cuối năm.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong hành trình ngày mai nha. Chào cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.